Người ấy là ai mùa ba tuần này? Sẽ là những màu sắc khó đoán đến từ nắm chàng trai. Eo, lại còn có cái kiểu chào giang hợp sướng nữa kìa này. Và những tình huống thú vị đến từ bàn cố vấn Hoa hậu Hương Giang. Eo, sao cuộc sống nó lại perfect thế nhỉ? Giữa Sài Gòn tấp nập, ta vô tình lại dầm dập vào nhau. Đấy, cho nên là nếu mà anh này độc thân thì quá tuyệt vời. Kiện tướng Dance Box Khánh Thi. Về tướng ấy, tai được. Tai này là tai thông minh đó, mũi này là mũi tướng mật treo đó. Mặt này là mặt trong truyện Doraemon, ta gọi là mặt đê khi. Sao nghe như đê khi, như kiểu giống khỉ á. Ca sĩ Thanh Duy. Em nghĩ bạn này có một tâm hồn rất là nghệ sĩ và rất là nhạy cảm với mọi thứ. Yeah. Và em cũng cảm thấy là bạn này cũng sẽ rất là hợp với nhân vật của mình luôn á. Thật ra bạn này ai cũng hợp á, anh nghĩ. Ai cũng hợp luôn. Ca sĩ Văn Mai Hương. Ôi, dễ thương quá à. Ê, đúng vô em. Hương ơi, em đang tém lại hết sức tém rồi, em còn thấy đánh cốp ở cùng chỗ em hay đánh nữa. Lên em ơi, gu em rồi. Và người dẫn dắt cảm xúc chính của chương trình, MC Trấn Thành. Chúng ta xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người ấy là ai. Chương trình Người ấy là ai do V Channel thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi Samsung Galaxy A71 với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh. Hôm nay là thấy nhà mình là cực kỳ hợp lý nhá. Ai cũng vi like, dễ thương quá. Thanh Duy, em có thấy bị stress vì không được đi show không? Có anh, trời ơi, nhà nhớ show muốn chết. Mình không biết làm gì khác hơn ngoài việc là mình tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt ở trong nhà mình. Ví dụ như là chưa bao giờ em bước vô bếp để mà nấu những cái món ăn hết á. Ở nhà bây giờ là, chị biết không, mắm, muối, bột ngọt, rồi hạt nêm là đầy ở trên cái bếp để mình, cái món này mình bỏ vô cái này, món kia mình bỏ vô cái kia. Nhưng mà vui một cái là mình được làm những cái điều mà mình chưa bao giờ làm, thì mình lại phát hiện ra những cái khả năng khác của mình, cũng là điều thú vị anh. Tôi nói thiệt quý vị, không có cái đầu bếp nào mà dạy ông Trấn Thành nấu ăn ngoài con corona được hết. Tự nhiên tôi lại mê đi chợ, mê nấu đồ ăn cho vợ ăn, sao kỳ vậy trời. Món tủ anh là gì? Anh làm cái gì cũng ngon hết em, khổ vậy đó. Wow. Quý vị không tin, quý vị có thể hỏi nạn nhân Harry Won. Nạn nhân? Thề với quý vị, 30 mấy tuổi đầu bây giờ mới bắt đầu nấu ăn lần đầu tiên. Mà làm như có cái khiếu hay sao, nấu cái gì cũng dính mới chết chứ. Giang, em có thấy là thời gian vừa qua là một thời gian quý báu để mình suy nghĩ về cuộc sống không? Quý báu chứ, giúp mình nhận ra rất là nhiều điều. Nếu như mà anh Thành là một người chưa bao giờ nấu ăn thì anh Thành biết em còn là kinh khủng hơn đúng không? Không những không nấu mà em còn phá bếp nữa. Nhưng mà trong cái lúc mà em phân vân không biết nên vào hồi ghét bếp hay là yêu bếp đó, thì em nhận ra là mình cũng có cái khả năng là có thể nấu ăn được. Giờ nhà em đã tập tành và bây giờ em biết nấu ăn, thì em nhận ra rằng là hóa ra là bản năng của em á, là cũng đã rất là sẵn sàng để đón nhận những cái điều tuyệt vời phía trước rồi. Bây giờ em không còn sợ được cái việc nếu mà sau này em ở cùng người đàn ông là em, ngày xưa em tự ti nhất là bởi vì em không biết cách chăm sóc người ta. Nhưng bây giờ em lại nhận ra là em có điều đấy. Thứ hai nữa là trong những cái ngày ở nhà, mỗi ngày tỉnh dậy không có việc gì làm á, ngày nào mình cũng phải ngắm mình mặt mộc. Thì lúc đó em mới nhận ra là ôi, sao em lại có một làn da đẹp mà cái nhan sắc mặt mộc của em sao nó lại trẻ trung mà cực phẩm. Cái đoạn đầu tôi đang thấy nó hay. Tự nhiên qua cái đoạn này cái tôi thấy nó có cái dấu hiệu kem trộn gì ở đây. Cái gì vậy? Tại sao mà 30 đến nơi rồi mà cái nhan sắc nó lại yes. Tất cả những cái hãng mỹ phẩm thôi, hãy giúp em đi, mình có thể quảng cáo đi. Livestream nói thế này nè. Nãy Giang nói là không biết là nói đùa hay nói thật, là cái chuyện là Giang sợ là mình là phụ nữ mà không biết cách chăm sóc cho người yêu của mình thiệt bằng đó, việc anh nấu ăn này nọ. Anh nói thiệt nha, cái điều này anh có một lần anh lên trên mạng, anh có comment một cái comment của khán giả. Họ viết là cái cô Harry này đáng lẽ cô phải ngồi cô tập trung, cô biết cách đi, cô học nấu ăn đi, cô lo lại cho anh ấy, thay vì cô chỉ ngồi đó ăn rồi quay phim rồi tung lên mạng. Thì cái anh mới viết một cái câu như thế này với cái vị khán giả đó là cảm ơn bạn đã góp ý. Nhưng mà mỗi người ta có một chức năng, có một cái sở thích. Cái người phụ nữ mà hạnh phúc nhất á là cái người phụ nữ mà không cần nghĩ đến mình phải làm cái gì cho anh ta, mà anh ta cũng tự động yêu mình. Đúng rồi đó Thành ơi. Wow. Cho nên là đây em nói nốt cái câu chuyện của em.
thì bây em biết nấu ăn rồi, nhưng từ mà bếp rồi đến làm mặt rồi đấy, còn đến không em nói nước có chuyện tức là lúc đầu là mình nhận ra như vậy, nhưng mà sau đó em muốn nghĩ lại y như Thành nói đó, bây giờ em không còn nấu gì nữa rồi. Nói mỗi người nghĩ là nên như vậy. Đúng, anh Thành nói mỗi người sinh ra có một cái nhiệm vụ, và em biết nhiệm vụ của em là ngồi đây nói thật hay, về nhà là có cơm ăn sẵn thế thôi, không nấu nướng gì hết. Nấu nướng gì hết. Người ta yêu người phụ nữ bởi nhiều điều lắm, chứ đâu phải để nấu ăn. Nấu ăn chỉ là một trong những điều có thể thu hút người đàn ông thôi. Nhưng mà nha, biết nấu nha, xong lâu lâu không bao giờ nấu, nhưng thỉnh thoảng nha. Ừ. Nấu một cái chết liền. Chết liền. Chết. Tôi dở không chấp nhận được, không ăn được nguyên một đêm đó. Thấy không? Cái đó mới chết, cái cảm giác đó nó mới đã, đúng không quý vị? Lâu lâu cho nhau cái cảm giác đó. Không, thật ra em nghĩ là có qua thì cũng phải có lại. Cái việc mà mình nấu ăn ngon thì cũng phải có một cái người ta thích thưởng thức cái bữa ăn mà mình nấu nữa. Không, thật lòng là nói cái này không, khán giả truyền hình họ lại hiểu nhầm là chúng mình đang cổ suý. Thực ra em nghĩ là như vậy này. Tất nhiên cái bữa ăn mà nấu cho nhau ở nhà nó có cái giá trị riêng, đúng. Nhưng nếu như cả hai không biết thì xin đừng áp lực là cái chuyện đấy là chuyện phải làm. Tội nghiệp không? Nếu như thực sự ở không ngoài biết thì đừng... bao nhiêu người ta buôn gánh bán bưng, ta khổ, ta bán đồ ăn ngon thôi, ra ăn giùm người ta đi. Đừng áp lực nó. Còn dĩ nhiên là nấu được thì rất tốt, rất hay. Đó. Ủng hộ, đúng không mọi người? Đúng rồi. Thưa quý vị, chúng tôi vừa đến với một cái chương ẩm thực và hạnh phúc gia đình. Nhưng bây giờ chúng tôi xin được trở lại với người ấy là ai, để mang đến cho quý vị và các bạn một cô gái cũng khá là tài năng. Bởi vì bản thân bạn là một kiện tướng dance sport, cũng giống như Khánh Thi đây. Và chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu sơ qua về bạn nhé. Xin chào chương trình Người Ấy Là Ai. Mình tên là Nhã Uyên và khán giả thường biết đến mình với tên là Nhã Khanh khi mà mình bước chân lên sàn thi đấu, và mình đã bước chân vào bộ môn khiêu vũ thể thao được 14 năm rồi, từ năm mình 11 tuổi. Mình luôn luôn mình cảm thấy là mình vô cùng may mắn bước chân vào nghề và mình đã có một cái người bạn đồng hành. Cái quãng thời gian đó mọi thứ nó đều rất là tốt, tình cảm và công việc nó cùng đi lên và mình đạt được rất là nhiều thành tích. Thì mình liên tiếp là được là kiện tướng quốc gia của bộ môn khiêu vũ. Nhưng mà khi mà mình biết được những cái câu chuyện bên lề thì mình cũng rất là sốc. Cho nên là mình quyết định dừng lại, mình là người nói lời chia tay. Người yêu cũ có nói rằng là nếu mà em rời bỏ anh thì em sẽ không là gì trên cái con đường khiêu vũ thể thao này cả. Mình tủi thân rất là nhiều, nhưng mà để mà tìm một cái bạn nhảy mới thì mình không đủ can đảm. Tình yêu với khiêu vũ thì nó không thể dập tắt, cho nên mình vẫn tìm mọi cách để mình được đi dạy nhảy. Mình bật nhạc lên, mình chuẩn bị cho các bạn đi thi, thì mình quay vào tường mình khóc. Cho đến ngày mà chị Khánh Thi mời mình vào Sài Gòn tập với cả anh Phan Hiền. Yuen Trung and Yuen Yen, Việt Nam. SEA Games. Đối với cả một cái vận động viên á, thì ai nhìn vào cũng sẽ thấy rất là mạnh mẽ. Ví dụ mình đi ra sân bay đi thi đấu chẳng hạn, mình cũng sẽ tự xách vali đồ của mình cũng sẽ không cần nhờ đến một người đàn ông nào hết. Nhưng mà ngoài cuộc sống mình cũng có những cái lúc yếu đuối. Tại vì thực ra đối với các vận động viên thì cơ hội mà được gặp những người bạn có thể hiểu mình, có thể chia sẻ với mình rất là hiếm. Và hy vọng là qua chương trình này thì Nhã Uyên có thể tìm được cái người mà chia sẻ được cùng với mình. Thưa quý vị, kiện tướng dance sport Nhã Uyên. Trời ơi, tôi nói thiệt,
Tôi ước gì hồi nãy tôi biết đi cha 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 để tôi dắt người ta xuống mà tôi đi thấy ghê quá. Mình cũng tưởng là định bắt nhịp gì đó mà tôi ngược lại. Tôi đi nửa đoạn cái tôi thấy ghê quá đó. Bữa nào tôi phải qua tôi kiếm cánh thi. Không nên anh nha. Anh hiểu chương trình của mình không hợp cái cha 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 nha. Hợp. Hay là chị thi thử cái đi. Tôi dạy cả cái nhóm này nhảy luôn bây giờ. Đó, đó. Bây giờ thế này, anh cũng muốn em chia sẻ một tí để khán giả hiểu rõ hơn về em. Lời đầu tiên thì cho phép em được xin được gửi lời chào tới ban cố vấn và những vị khán giả đang theo dõi chương trình Người ấy là ai ạ? Sao chưa hỏi mà xúc động bồi hồi rồi? Đã, thực ra em nghe clip ở trong là em đã xúc động rồi. Sao vậy? Thế là cứ khi nhắc đến người đó là vẫn đong đầy cảm xúc như vậy? Dạ không. Tại sao lại xúc động vậy? Em dạ không có, em không có xúc động khi nhắc đến người yêu cũ. Mà em xúc động vì cái con đường khiêu vũ của em. Em luôn luôn bồi hồi khi nghe. Sao vậy? Không, tức là lúc nãy trong cái clip cô nói lên cái tình yêu đối với khiêu vũ. Và ít khi người ta được nghe cô ấy tâm sự về khiêu vũ đó. Cho nên là xúc động thì cũng còn xúc động mà. Mấy người cứ xoáy vào chuyện kia của người ta. Tôi nghe người yêu cũ. Khiêu vũ khác với người yêu cũ. Trời ơi, tôi nghe người yêu cũ thiệt mới chết chứ. Cho mình hỏi làm cái mối tình vừa rồi á tác động như thế nào đến con người của bạn mà làm cho bạn có vẻ khá là xúc động mỗi khi nhắc đến? Thực ra thì đó là mối tình đầu của em và nó có tác động rất là lớn. Mối tình đó làm cho em trưởng thành hơn rất là nhiều. Cái mối tình vừa rồi là một mối tình như thế nào? Một mối tình rất đẹp. Nó hoàn toàn màu hồng cho đến ngày nó biến thành màu đen. Trời. Ồ đen luôn hả trời? Dạ, ơi. Nó không có bước chuyển tiếp gì cả. Một ngày một. Dạ. Nhưng trong lòng là hoàn toàn là đã bước qua một trang khác rồi đúng không mà hay là? Mà tại lâu lắm rồi mới mọi người mới nhắc đến là em vẫn. Hay xúc động quá nè. Ô một cái. Hay xúc động ê. Cái gì mà xảy ra một cái mà đen luôn vậy? Do hoàn cảnh hay là do người ta? Mọi lý do chia tay chỉ là hết yêu. Hả? Em là người nói lời chia tay. Nhưng mà cái lý do là em không thể cho người ta một cơ hội để làm lại nữa. Người ta làm với mình rất là nhiều những cái sai. Con gái thì thường không tha thứ được thì chỉ có một chuyện một thôi. Nhưng mà là do em vô tình phát hiện hay có ai nói cho em nghe hay là nó như thế nào? Em cũng không hề biết. Thực ra thì cái thời điểm đó thì mọi người rất là thương em. Em nghĩ là thương nên mọi người giấu em, che giấu cho bạn trai cũ của em. Mình tạm gạt gia đình ra nha. Tại vì ba mẹ em cũng không biết. Em có xác định được định dạng của anh ta với cái người kia là gì chưa? Là say nắng hay là không còn muốn gì với em nữa và fall in love với cô ta? Thực sự thì như em chia sẻ lúc đầu là nó vẫn màu hồng. Tức là hoàn toàn hai người không có một cái vấn đề gì cả. Nó hoàn toàn là màu hồng. Anh rất tiếc nữa phải nói thêm một cái điều này làm em đau lòng. Có rất nhiều phụ nữ, cái nhu cầu và cái sự để ý của người ta quá kém. Có nghĩa là nhiều người, đối với người ta, cái hạnh phúc ta định nghĩa nó nhỏ nhoi, đơn giản lắm. Cái người ta không nhận ra những thứ đang thay đổi một cách quá nhạy cảm. Người ta không đòi hỏi hơn thì người ta nghĩ nó vẫn còn màu hồng, nhưng thực sự nó đang chuyển màu dần mà do mình không nhận ra. Thì có phải là trường hợp đó hay không? Em thực sự em cũng có nhận ra một cái gì đó, nhưng mà em nghĩ là lúc đó em còn quá trẻ. Và mọi người sợ là cái đấy nó sẽ là một cái cú sốc rất là lớn. Ngay cả ba mẹ em á, khi mà biết chuyện chia tay thì việc đầu tiên ba mẹ nghĩ là chắc em sẽ tự tử mất. Thì nghĩ như này này, Nhã Khanh còn quá trẻ. Nhã Khanh còn quá trẻ để được yêu và còn quá trẻ để khi bị vấp ngã. Cái bộ môn nhảy múa này này nó là một cái, nó làm cho người ta dễ bị cảm nắng lắm, dễ bị cảm xúc chi phối. Nhảy múa nó cũng là nghệ sĩ mà. Nghệ sĩ thì cần phải có cảm xúc. Nhưng mà cái sự tổn thương của em là lần đầu em bị tổn thương. Và em không có cách để làm cho người ta muốn quay trở về. Bởi vì em giận thật sự. Cho nên là nó bị đi đẩy ra xa quá. Cái người từng trải nói khác liền không? Thì đúng như Thi nói. Em ạ, cuộc đời mỗi người á phải tự học cái cách để tha thứ cho nhau. Đây là bài học đầu tiên. Tha thứ đi em. Giá như lúc đó hiểu được thì đó là một câu chuyện khác. Nhưng bây giờ chị thấy rằng là cuộc sống của em rất là tốt. Em có một sự nghiệp mà nhiều người, nhiều vận động viên đáng mơ ước. Cho nên bây giờ em có quyền để mở ra cho em một cánh cửa hạnh phúc. Em ngồi đây và chị mong là sẽ có một chàng trai. Thực sự em cũng cảm nắng và cậu ấy cũng sẽ hiểu được em. Chắc chắn là như vậy. Hay quá, hay quá chị ơi. Từ nãy giờ mình chia sẻ cũng nhiều rồi. Anh chỉ đúc kết lại cái điều này thôi. Cái việc mà chúng ta biết cách tha thứ cho một người khác, đó là do cái kinh nghiệm mình đúc kết được trong cuộc sống. Mình luôn luôn phải biết đánh giá được
mức nguy hiểm và nghiêm trọng của một vấn đề khi nó xảy đến với mình. Cái gì đáng thì chúng ta hãy quyết định cắt nó đi, chứ còn có cái gì mình còn cứu vãn được, mình có thể thông cảm được, nên lắng nghe nhau một tí. Bởi vì cái việc ngày hôm nay em đến đây, sẽ có một chàng trai hy sinh một tí cho em để không phải ghen với cái công việc của em, thì cũng như cái cách mà em sắp tới phải biết cách vì tha hơn cho những chàng trai đó, nếu sau này họ có một cái va vấp gì đó gọi là không quá đáng. Nên anh nghĩ là chúng ta đều học cách để tha thứ cho nhau thì mọi chuyện sẽ tốt hơn em nhé. Em sẵn sàng chưa để bước vào thế giới của người ấy là ai? Em sẵn sàng. Gạt lệ chua cay. Thưa quý vị, chúng tôi cần vài phút cho cô gái trở nên lung linh như ban đầu để có thể trở nên đẹp nhất trong mắt của năm chàng trai. Mời quý vị nghỉ giải lao trong giây lát cho phần chỉnh trang của cô gái. Người ấy là ai, 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 ai. Mời quý vị cùng gặp gỡ một nhân vật không biết giàu hay không nhưng tên Phạm Dầu. Ladies and gentlemen, năm chàng trai đến làm một khó đoán. Hey, tấn thương em ơi, con sẽ bị lỗi chọn. Hey, không cần vũ khí và không cần tung tên. Hey, chỉ một ánh mắt chủ động em hùng lên. Hãy chào đón tiếp theo Tiến Đức. Tấm lạc của người thì nửa cần. Hey, để tấn thứ ba hay hoa đã bỏ chủ. Quốc Hiệu. Trường Hải. Và cuối cùng là Đông Khuê. Vâng, và đây là năm chàng trai của người ấy là ai? Năm chàng trai và một cô gái nhà. Eo. Lại còn có cái kiểu chào dáng hợp xướng nữa kìa. Em sao cũng hay chào vậy đúng không chị? Sao là hay cầm tay nhau chào đúng không? Ủa sao đâu ra gì trời? Đâu ra cái vụ nắm tay nhau chào gì trời? Cả năm ông mặt đều duyên luôn nha, đều chằn chặn các gu luôn, về các chiều cao là hợp đấy. Eo ơi, cái này là tháp dinh dưỡng luôn đấy. Tháp dinh dưỡng. Trời đất ơi, dã anh nào có nụ cười duyên quá mà thế này nha, toàn là mấy ông mà thật thật không à, rất là cá tính. Tôi đến với ông số 1 nè. Chào em, anh tên là Phạm Dầu, nhưng mà bây giờ anh phải bắt đầu công việc của mình rồi, hay là em theo cho anh một chút nha. Nhưng khi nhìn lại, anh mới hiểu được cái mà người phụ nữ ấy cần là thấy anh hạnh phúc. Đi chơi guitar nha. Tính ra cũng lâu rồi, anh vẫn chưa có cơ hội nắm tay một ai đó để nói lời yêu thương. Anh chợt nhận ra đó cũng chính là thứ mà anh khao khát bấy lâu nay. Em à, cuộc đời này vốn dĩ là một phép trừ, gặp nhau một lần thì sẽ lại ít đi một lần. Vậy nên hôm nay mình đừng lãng phí cuộc gặp gỡ này em nhé. Wow. Eo ơi, chất lượng đấy. Trời ơi. Này, nhìn từ xa xuống rất giống ca sĩ Đăng Khôi nhá. Đấy Trang đấy. Thử nghĩ đến cái cảnh mà sáng ra chở bạn này qua phòng tập. Đấy, cái xong bạn này tập 8 tiếng. Xong rồi bạn đó về shop bán hàng 8 tiếng. Xong đấy có sẵn cô ở nhà, hai vợ hai người đi về cái lại có một mâm cơm trên. Chết thật. Quá xong là hai người cùng ngồi nhổ tóc sâu cho cô. Giống trong cái clip. Đấy. Eo ơi, sao cuộc sống nó lại perfect thế nhỉ? Giữa Sài Gòn tấp nập, ta vô tình lại dập vào nhau. Đấy. Cho nên là nếu mà anh này độc thân thì quá tuyệt vời. Nhưng mà cái đoạn chăn trở ấy, không hiểu tại sao nhưng mà nó có phảng phất một tí nha. Hồng lưa mi nưa nha.
Nhưng mà vẫn hy vọng là anh này độc thân vì hợp quá mà trắng trẻo đẹp trai không, thôi. Ông này là chắc là nam đấy. Nam không, nhưng có tí phẳng phất. Phải công em nhận là có tí đấy. Có tí lưa mi nưa. Có một tí mà chiều tím ngang đây. Nhưng mà cũng thấy có chơi guitar mà. Chơi guitar không lưa mi nưa. Chơi guitar là không phải màu tím. Không, nhưng mà thường là tớ theo anh kinh nghiệm tớ thì cũng đâu hay nói. Anh cứ tím người mặc người ta nghệt cho rồi. Không có đâu. Có một tí bố ạ nhá. Hợp quá. Từ vị trí địa lý cho đến thời gian, tất cả mọi thứ mà thích nhất cái đoạn mà nấu cơm xong nhổ tóc đấy là em thấy đoạn đấy hợp hai người độc thân. Thật ra thì bạn này có như thế nào đi chăng nữa thì người đầu tiên nên là em vẫn muốn độc thân. Tại vì khi mà xem clip nhá, anh vừa nói là có hơn tí Luminer này kia thì em không thể thấy lắm. Tại vì thường em chơi với những bạn mà thích chơi xe mô tô này kia nhá, sao lại còn biết chơi guitar ấy, thường cái mô tô này nó gỡ lại đấy. Nó là ưu điểm đó, đúng rồi đó. Màu tím mà lúc không anh có nói... đỡ được cái xe đâu. Mô tô với lô tô nó chỉ khác nhau có biết sao không? Thật ra thì em cũng rất là cận thôi, nhưng mà em cũng khá là để ý cho em cận. Em phải tập trung hơn bình thường, là khi mà anh đi ra là anh có nhìn mọi người. Tại vì như này, em thì em nghĩ nhá, tại em xem chương trình nhiều mà, mấy cái anh mà hơi luminer một tí á là thường là sẽ đảo mắt lắm, đảo hay đảo kiểu đảo mà vì nhìn bâng quơ đó. Vì sao không, đang lo là mình có bị lộ đó, là hay mọi không? Người bị lật tẩy kiểu vậy. Anh này có nhìn không? Anh này có không, nhìn không? Anh này tất tự tin. Đúng, cái này xác nhận có. Ừ, cho nên em nghĩ là xanh nhá, xanh rồi. Khó thiệt, theo với cái gì mà Thanh Duy coi được ở trên màn hình thì thấy bạn này rất là chân thành. Cảm giác là khi mà bạn chia sẻ cái những cái điều mà bạn nói là bạn nói thẳng trực tiếp tới cái người cô gái ngồi đây luôn. Còn lại còn làm thơ. Đúng thơ, rồi. Thơ vòng một thì cứ cho nhau cơ hội vậy. Làm thơ. Nếu không có gì... Em cũng nghĩ là độc thân. Thường là những người mà đi mô tô thì cộc tính lắm và nói ít chứ không phải nói nhiều. Nhưng mà bạn lại làm nghề là chủ shop thì lại phải nói nhiều. Chị đang thấy nó bị hơi lấn cấn. Ừ. Không, nói thật là chủ shop quần áo họ tới họ kiểm tra số lượng cái thôi rồi cũng về đấy chị ạ. Chứ ai mà đuổi bán hàng đâu. Sao không? Đây là cái dạng, đây là chủ này đến kiểm tra này. Livestream là có nhờ Lưu Dương Bảo Lâm rồi. Ừ, hiểu chưa? Ừ, đấy, kiểu đấy đấy. Ừ. Đầu tiên là chị nghĩ là bạn chân thật đó, tại vì bạn nhìn thẳng mắt chị. Đúng, em cũng thấy là... tự tin. Và cảm giác bạn hiền nữa, kiểu rất là chắc dễ không, dễ. Không, người này không hiền. Có hiền đâu nha. Người này không hề hiền. Em chỉ thấy là tự tin đỉnh đạt. Không ai làm chủ mà hiền á. Mà sao lại đi tìm người hiền làm gì? Ừ, người hiền làm mà gì? Mắc gì đi tìm người hiền. Đội chủ đi giày cao quá. Đi tìm người hiền đi tìm cô Tấm à. Khánh ơi, đã có chủ. Ủa thôi chết sao? Chán thế. Chết thật. Thôi không sao, không sao. Đây là ý kiến của một phe thôi. Phe có chồng rồi. Còn quý vị thì sao? Anh này độc thân cao nha. Nhưng mà cũng có 20% bình chọn là đã có chủ. Vậy thì anh thứ hai như thế nào? Chào em, anh là Quốc Hiệu. Hiện tại anh là giám đốc kinh doanh của hệ thống phòng tập CV Gym. Nhiệm vụ của anh được giao là xây dựng hệ thống công ty lớn mạnh, đào tạo đội ngũ công nhân trẻ ngày một phát triển. Và nhiệm vụ quan trọng nhất là mang lại sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng. Tâm sự một chút xíu về cuộc đời của anh nhỉ? Anh đã không được may mắn như những đứa trẻ khác. Bước ra đời từ lúc 7 tuổi với một sắp cây số trên tay. Anh đã không biết gì về những trò chơi tuổi thơ, bươn trải cho việc ăn việc học của mình. Và để anh có ngày hôm nay, anh luôn tâm niệm rằng nếu mình không lo được cho bản thân của mình thì mình sẽ chẳng bao giờ là một bờ vai. Nửa đời người anh đi xây dựng một bờ vai, nửa còn lại để xây dựng gia đình. Và bây giờ anh có thể sử dụng nó để khiêng vali cho em như lúc em muốn đi du lịch hay đi công tác. À, giới thiệu với em đây một người bạn mới của anh. Ngoài công việc anh còn có sở thích học và chơi kèn saxophone. Chất quá! Khi tiếng kèn vang lên anh nghĩ chúng ta có thể ở một nơi nào đó. Và anh hy vọng rằng bài hát đầu tiên anh thổi được đó là bài hát dành tặng cho em. Chúng ta đều là những người bước ra đời từ rất sớm và chúng ta biết được chúng ta cần gì sau một đoạn đường nỗ lực. Anh không thể trở thành bạn nhảy để dìu bước em được, nhưng anh có thể chắc chắn một điều rằng lúc nào trên khán đài cũng có một vị trí để dõi theo em. Chọn anh nhé. Wow. Trời wow, đất ơi. Rất là chắc chắn luôn. Quá người trời rất là rồi. Chắc chắn.
Nhưng cái lúc mà nói về cái quá trình mà anh ấy đã đi qua nó vất vả như thế nào để gây dựng sự nghiệp á, em thấy anh ấy có cái sự xúc động nha. Tức là khi nhớ về những cái sự vất vả đó, anh ấy vẫn còn xúc động luôn. Và có lẽ như là anh ấy đang rất là hạnh phúc, rất là viên mãn. Em lại có cảm giác là anh ấy đã tìm thấy cái bến đỗ rồi, và đang rất là chắc chắn, rất là ấm áp, và đang mong chờ được giới thiệu cái bến đỗ đấy ngay trên cái sân khấu này mới chết chứ. Với cái suy nghĩ của chị, chứ chắc là bạn đã có bến đỗ đâu. Và cái mà chị nghĩ là có thể phù hợp với Nhã Khanh á, là bởi vì bạn ấy quản lý về nghề nghiệp gym thì nó cũng gắn tựa, bởi vì mình cũng là thể thao mà, sẽ hiểu được là công việc của một cái người vận động viên thể thao người ta sẽ phải làm việc như nào. Thứ hai nữa là chơi được kèn á, chắc chắn là không phải bên màu tím rồi. Thôi chơi kèn mới là tím nha chị. Ồ mà sao ấy, mình thấy là cái người này có vẻ hợp đấy em ạ. Em cứ tin lời chị đi. Chị dơ xanh không? Không sao, mỗi người mỗi ý kiến. Không, nhưng mà có cớ nhá. Bởi vì hàng ngày Thi vẫn đưa ra cái lịch cho Nhã Khanh là 2 tiếng tập ở phòng gym, tập thể lực, tập các kiểu. Đó, bây giờ đến phòng của anh ý, có cơ hội để vừa gặp luôn. Đó, không chừng phái người kèm riêng em luôn. Với kinh nghiệm của chị chỉ nói Khanh xanh là 50% chị nghiêng về hắn đấy. Thôi mình cứ tin màu xanh đi hai em. Em nghĩ là bạn này đã có chủ rồi. Cái sự tự tin của bạn nó đến từ một cái người mà kiểu đã trải qua rất là nhiều thứ. Và khi mà bạn nói chuyện với cái màn ảnh, em thấy là cái sự tự tin đó nó rất là chắc chắn. Em ơi, người ta là người quản lý mà. Quản lý ai cũng phải tự tin trước nhân viên của mình hết. Từng trải chứ em, có nhiều người từng trải xong cái ngay đúng lúc đó người ta gãy. Nhìn cái mắt kìa, nhìn cái mắt nhìn kìa. Ngay lúc đó người ta gãy, tới giờ người ta đang độc thân. Cái tự nhiên gì cái rẻ bề ngoài mà tự nhiên cướp mất tăng cơ hội của tổng nghiệp ổng. Trong cái clip anh ấy còn nói rằng là anh ấy sẽ xách vali cho Khanh khi mà Khanh đi tập. Đó, cái đó thì chị cũng thấy ưng ưng ấy. Đấy. Em thì em nghĩ là em nghiêng về đã có chủ hoặc là giới tính thứ ba. Nhưng mà em cũng vẫn muốn cho anh này một cơ hội. Em nghiêng về đã có chủ giới tính thứ ba mà em phải cho cơ hội đi. Không, ý là tại vì do là anh ấy profile quá là ok la đi, đúng không? Chị nghĩ là như thế này. Chị Hương, em cứ nói thật lòng mình đi. Hương ơi, Hương à, em bé mai mới thoát ra được cái mối tình. Cái mối tình từ hồng với đen đã không liên quan gì rồi. Giờ em lại còn định dí cho em với đỏ với tím nữa thì chị cũng chịu em luôn đấy. Không, cho cơ hội thêm đấy. Không, cái tím này nó chỉ một ít thôi. Vì tại sao em nghĩ đến tím nha, em giải thích là bởi vì anh hơi trải chuốt. Tại vì thường khi mà em gặp những người đàn ông mà ngoài Bắc á, hoặc là Hà Nội, cái phong cách mà họ hơi trải chuốt như vậy, họ sơ mi vest, suit này kia, thì cái đấy nó là một cái thói quen hàng ngày. Nhưng khi mà không hiểu sao cái cảm giác của em khi gặp một người đàn ông mà người nam á, mà họ hơi có một chút gì đấy trải chuốt ấy, thì em hơi bị confused. Không thì em, maybe là một người đàn ông điệu thôi. Cái người thôi. Đàn ông miền Nam mà hay trà chuốt á là họ có cái gu Việt Kiều. Ờ, hơi Việt Kiều một chút xíu, hoặc là họ điệu, hoặc là người ta là giám đốc kinh doanh phải trà chuốt đúng thì còn bán hàng. Chứ bây giờ không lẽ để ăn vận xong rồi mồ hôi nhễ nhại ra thì chết à? Không, đó là 70% yêu cầu của yếu tố công việc. Không thiệt thôi. Chứ tự nhiên bây giờ đang vậy là chương trình nó đẹp vậy, lao ra y như tạc răng trong rừng ra. Không, em xin lỗi anh nếu mà em nói nhầm, nhưng mà kiểu ý là em chỉ hơi có một tí chút xíu cảm giác cho thôi. Cái bàn đi. Thôi rồi. Em không nghĩ là một giám đốc kinh doanh của một cơ sở lớn như vậy mà ngày hôm nay tới đây để come out. Trường hợp đấy em thấy nhỏ. Em nghĩ gì về trường hợp của anh Thái Công? Chuẩn. Với người yêu của anh ấy? Chuẩn luôn. Anh Thái Công là anh ấy đã công khai chuyện đấy trên mạng, và họ rất là happy cho công chuyện đấy. Công khai. Và cái ảnh hưởng của anh ấy là chỉ trong cái nhóm bạn hoặc là cộng đồng những người quan tâm đến anh ấy. Nhưng còn việc mà anh ấy ra đây là truyền hình là cả nước biết, nó khác cô ạ. Như em được biết nhá, là PT của cái cơ sở này toàn trai thẳng thôi. Em đang để ý cái chi tiết tại sao anh ấy lại nhắc về cái việc xách vali đánh thẳng vào tim của cô bé này. Thì nó có hai trường hợp xảy ra. Một là đấy, các nhân viên của tôi đến chơi cuộc thi này còn hết sức như thế. Tôi tới đây tôi phải chuẩn bị cực kỳ đủ hành trang, tôi phải win cái ngày hôm nay. Hoặc hai là anh này đang đi tìm một nửa thật sự và rất đầu tư cho chuyện đó. Thì nói thật lòng là em lại nghiêng về cái phe đầu tiên hơn. Thậm chí là em còn hơi nghi cái lúc anh tỏ tình với người yêu anh cũng thổi kèn cô. Cho nên là tạm thời nhá, em ủng hộ cái cơ sở của anh bằng cách là dơ cái màu thương hiệu anh lên đấy. Đó, Giang nó dễ mất hợp đồng quảng cáo với những cái điều này lắm. Không, chứ có khi trúng luôn đấy, trúng luôn đấy, đỏ đấy này. Yeah. À, mời quý vị khán giả. Ok. Người thứ ba tôi nghĩ là công tử nè nha. Công tử đó trẻ nha. Trẻ tuổi vậy mà đeo đồng hồ húp lót rồi. Đưa cái tay lên trước đi, xoàng, chè chè. Chớp chớp, lóng lánh rồi ha. Ừ, để coi coi nhà ngươi là ai.
Chào em, anh tên Tống Văn Khuê, hiện đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông và nightlife. Đầu tiên, anh giới thiệu với em về công ty truyền thông do anh sáng lập, South East Entertainment, với một studio riêng chuyên sản xuất âm nhạc và TVC. Đã bao giờ em nghĩ sẽ có một ngày được nhảy trên chính bản nhạc như yêu mình làm chưa? Hãy nghiêm túc nghĩ về điều đó nhé. Thêm một chút về công việc và cuộc sống, anh từng theo học ngành quản lý truyền thông và sản xuất phim tại Singapore. Sau khi về nước, anh cũng đã từng có cơ hội làm việc tại một số MC lớn của Việt Nam. Hiện tại, anh cũng đang đầu tư vào ngành F&B và nightlife. Năm 2018, anh từng thử sức mình với một sản phẩm club. Đến năm 2020, cùng với những cổ đông của một công ty ẩm thực, anh phát triển thêm một mô hình lounge mới. Anh là một người thích tận hưởng cuộc sống, xe và tốc độ là sự lựa chọn của anh. Drift xe hay chạy track đều không hề dễ dàng, nhưng anh thích những gì mang tính thử thách. Chất quá rồi. Ôi trời ơi, lại còn đánh golf, ôi trời, cùng trung tâm với em luôn. Trời ơi, quá lâu rồi. Anh đã tập golf vào những buổi chiều cuối tuần tại các golf park khu vực phía Nam. Anh thích tổ chức những buổi barbecue cùng bạn bè tại nhà. Thú vị hơn là em có thể dạy anh nhảy, anh hứa sẽ là một cậu học trò chăm chỉ. Càng khó khăn thì càng kích thích, càng thử thách thì càng đáng chinh phục. Và em chính là thử thách xứng đáng nhất của anh. Không cần quá nhiều lời hoa mỹ lúc này, anh nghiêm túc đề nghị được nhận bó hoa từ em. Tôi thấy có một cái mùi đại gia gì giống ông Cao Thắng ở đây. Không biết nhưng mà người em rung rung lên nè, em đúng gu em. Hương ơi, lên em ơi, xíu này. Tại em thấy đánh golf ở cùng chỗ em hay đánh nữa nên là người quen rồi em. Chị tém lại chị giúp em mà chị cứ đùa. Dạ. Người quen. Không. Ghê quá, hai người hai cô này thật sự luôn. Em cứ tưởng là em đang ngồi trên xe của anh đấy. Cái lúc mà khoảng khoảng có. Em ơi, em thay xe rồi, mình mất bình tĩnh rồi Giang ơi. Cái mặt kẹo xong em xay ngá này có. Không không. Em thì thấy cũng rất là hợp với bạn luôn á. Bạn đi tập xong về nhà là lái xe đi chơi vòng vậy cũng là rất là thú vị đúng không? Dạ. Dễ thương vô cùng. Đây là phong thái của những đại gia tương lai. Cái cách bạn trải nghiệm á là bạn đi học hành rồi tìm hiểu về cái đó. Đúng nghĩa là sống là enjoy cuộc đời. Và cái người đó có cái định hướng, có cái đường đi và cái tầm nhìn xa lắm. Bạn ấy già hơn cái tuổi bạn ấy rất nhiều. Em, nhà anh có đứa em gái nó cũng là... Thành giờ là cho nhà mình em gái. Có gì lắc điện thoại anh nha. Thành. Lần đầu tiên em thấy mà không phải là bọn em mà là anh dành cho phần về nhà anh luôn đó. Luôn anh ơi, cái đó có được anh. Thành mới biết là nhà người ta ok rồi nhưng mà mình cũng làm ra tiền mà mình cũng anh ok mà. Anh rể mình là MC, em nghĩ sao về điều đó? Đúng không? Thôi. Cũng đáng đi suy nghĩ chứ. Chị Thi trước đi, em muốn nghe ý kiến chị Thi. Nói gì công bằng đi, nếu tôi lợi đi, tôi đi quá giới hạn rồi. Không, phải nói là tôi ưng cái chương trình này ghê á. Ưng quá luôn chứ. Giới thiệu gì mà anh nào tôi cũng ưng. Tại vì tôi hiểu tính của Nhã Khanh và tôi hiểu cái sở thích của Nhã Khanh. Dân sport rất là thích một cái gì mạo hiểm. Chết rồi, con em tôi mất một vé rồi. Thực chết. Ra với Thi hay là với Nhã Khanh ấy, Thi nghĩ là để mà thấy xe hay để mà thấy đồng hồ thì với Nhã Khanh không phải là cái để Nhã Khanh thấy ưng đâu. Chị ưng bạn là chị thấy lúc đầu bạn đeo cái máy quay à, rồi sau đó bạn có cái phòng thu âm mà bạn có nói cái câu là về sau rất là hợp những cái âm nhạc của bạn rồi để Khanh nhảy các thứ ấy, thì chị thấy là có thể Khanh nó để ý những cái đó cơ. Thì em thử tìm hiểu bạn ấy xem. Về tướng ấy, tai được, tai này là tai thông minh đó Un. Mặt này là mặt trong truyện Doraemon, người ta gọi là mặt Đê Khi. Là cái mặt gì? Đê Khi. Sao thì không biết là mặt Doraemon, mặt Đê Khi là mặt gì? Giỏi trong Doraemon vậy, bạn học giỏi. Cái tuổi thơ không có mà không hiểu Đê Khi là ai. Không biết. Đê Khi là nhân vật đẹp trai nhất, xịn nhất trong Doraemon. Sao nghe như Đê Khi như kiểu giống khỉ á. Xanh đi, không cần biết, nhắm mắt lại, xanh. Không, xanh thật mà. Xanh. Xanh. Em cũng xanh luôn. Hương xanh. Giang, xanh đi em. Không. Cái gì nữa?
Tại vì do cái gì bày ra trước mắt thì nó cũng không có giống hết. Em chị ơi, bởi vì em ngồi đây nhiều số. Đúng rồi, không có cái chuyện mà cô sai rất nhiều. Em đồng ý là em sai nhiều, bởi vì em cẩn trọng. Nhưng thà như thế còn hơn, đúng không? Thì mình còn nữ chính, mình còn bảo vệ. Chứ cái gì cứ thấy long lanh, lóng lánh, hàng hiệu, cái thứ là em mới chọn đi. Không, cái đó chị đồng tình với em đó. Như là để cho em khó tính một chút, để em ngồi đây. Không lẽ không ai nhìn thấy cái sự lung linh đó hay sao? Nếu như anh ta là một người kén chọn đi chăng nữa thì không lẽ không ai tấn công anh ta hay sao? Vậy thì mình cũng phải đặt ra một cái trường hợp như thế để có mà mình nghi ngờ. Ơi, tấn công nhiều lắm, nhưng mà bây giờ đang chia tay, đang độc thân, tới đây tìm bạn gái mới, vậy đi. Ừ, vậy người ta thích chung sụp sao? Đấy là một cái mới. Thì em nghĩ là anh em đỏ. Sao cơ? Chuyện nó bình thường đúng không em? Có khán giả nè, mời quý vị. Nhìn đi, một mấy trong những con số bình chọn độc thân cao nhất lịch sử chương trình. Thưa quý vị, ai cấm một người hoàn hảo độc thân? Ai không cho một người hoàn hảo đang trong tình trạng cô đơn nhất của đời mình? Ai chứng minh rằng một người đeo đồng hồ Hublot không muốn đưa cái đồng hồ đó cho người đứa khác đeo? Em yêu cầu là quay lại đúng cái đoạn này. Một lát nữa mà anh ta màu đỏ thì chúng ta sẽ phát lại. Ai, hay bây giờ ai cấm một người độc thân bước tới đây, hoàn toàn cuối chương trình có thể trở thành một người có gia đình. Ai? Tôi nói thiệt, kiểu gì kiểu nó là em rể tôi rồi, vậy đi. Tiếp next. Chào bạn, mình là Hải, hiện mình đang là kiến trúc sư quy hoạch. Trời ơi, đây mới dễ thương mà. Dễ thương quá. Có một cái sự thật cho thấy rằng duyên đã mang là đấy. Một cái đô thị có thể tồn tại từ vài trăm năm tới cả ngàn năm, trong khi một người kiến trúc sư quy hoạch như mình thì chỉ có vài chục năm để làm nghề. Vậy nên mình cần rất là nhiều người cùng tham gia trong cái công việc này với mình để giúp mình hoàn thiện nó. Nhưng đáng buồn là rất ít người biết đến công việc này để theo đuổi nó. Ngoài công việc, mình thích nhìn ngắm thành phố. Lúc này mình không suy nghĩ gì cả. Đó là một cái cách riêng để mình tận hưởng sự thư giãn sau những giờ làm việc vất vả. Mình tin rằng cuộc sống của mình như một chuyến đi, nhưng bản thân mình chưa bao giờ tự đặt cho mình một đích đến cụ thể nào cả. Đến một lúc nào đó, mình sẽ gặp được người mà mình cần gặp. Mình là người chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội nào đến với bản thân. Và bạn chính là cơ hội của mình. Wow, wow. Super wow. Đáng yêu. Đây, hôm nay em support bạn này. Bởi vì như vậy này, cái chàng trai này á, có nụ cười nó quá là thiện lành đi. Ồ, đúng rồi. Đúng không? Hai cái đứa này có vẻ dàn đồng cam, nó nói gì cũng rất mà, là em thấy là cái giọng ấm mà rất là chân thành. Thứ hai nữa, em nghĩ là như vậy, đừng để cho bất kỳ một cái đồng hồ hay cái xe nào nó làm mình bị lóa mắt. Anh ta có thể đi bộ trên cái con đường đấy. Em yên tâm đi, chị Giang sẽ không bao giờ lừa một người đi bộ. Em yên tâm, chị hay khuyên những người khác lừa hết những người đi bộ để chị lừa cái người đi xe, em hiểu không? Không, anh ta chắc chắn là có phương tiện chứ không lẽ đi bộ cả ngày. Nhưng ý là trong cái clip thì anh ta đang tản bộ. Đang tản bộ. Thì em phải nói đây là chị không biết là em sẽ ngồi trên phương tiện gì với anh ta. Nhưng mà em ở cạnh cái người đàn ông này á, chị khẳng định có thể là không phải là quá giàu có, nhưng em sẽ có cái sự bình yên. Chúng ta là phụ nữ thì không có cái nhà nào, không có cái xe nào, không có cái đồng hồ nào mà em không tự mua được cho mình, nếu như người đàn ông bên cạnh em mang lại cho em sự bình yên. Cho nên I support you. Ôi trời. Như em đã biết, Hương Giang có một cái sở thích với bất động sản, nên cô ta tập trung cho những cái lớn hơn. Người ta là kiến trúc sư trong hội kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh. Ồ. Mà em biết nghề gì giàu bằng nghề xây nhà. Chỉ nói vậy thôi. Em ơi, an cư mới lạc nghiệp. Em làm em rể anh cũng được, anh thấy anh cũng chấm mày đồ cừ mà được. Đẹp trai. Em ơi, con người mà vụ lợi quá, vụ lợi cho mình. Ủa bạn ơi hả? Bạn phải đến với bạn này ngày hôm nay. Giang support bạn, hai bạn mà thành công. Giang có mới có cái nhà, bạn vẽ dùm cho Giang cái trời cái... ơi, cái này không vụ lợi nè em, cái này không có vụ lợi nghe. Điện nha chị, điện nha chị, điện vẽ dùm nha. Biết em gái anh đúng không? Biết không? Không biết hả? Cái thằng thiệt bậy. Em biết em lát gái chị, giới thiệu cho. Em biết
em gái chị đúng không? Đây đây em gái nhá. Chị Giang có em gái, chị Giang bị quan tưởng tại chị đúng sao đâu. Thôi tôi đề nghị là lần sau mà có chương trình cứ những số tiếp theo Thành cứ để em gái Thành ngồi đây luôn đi. Thôi thôi, tôi thì đi. Trước mắt công người ta nói tôi thiên vị lắm, tôi mệt mỏi, tôi nhức đầu gì thị phi. Người ta nói rồi thì... Thành mắc công gì nữa. Cứ những số tiếp theo Thành cứ để em gái Thành ngồi đây luôn đi. Em xem em có để ý trong clip thì em thấy em có em với anh Thành có quay sang nhìn nhau bảo trời nói chuyện thật quá, nói chuyện chân thành quá. Mà như người ta bình thường thì người ta sẽ diễn hơn một chút xíu. Chẳng hạn như cầm ly rượu gì đó đứng chiêu chiêu như anh này là anh uống nước lọc. Mà những cái cử chỉ rồi những cái nụ cười của anh ấy nó rất là chân thành. Em cũng muốn bạn này là độc thân. Em nghĩ bạn này có một tâm hồn rất là nghệ sĩ và rất là nhạy cảm với mọi thứ. Và em cũng cảm thấy là bạn này cũng sẽ rất là hợp với nhân vật của mình luôn á. Tại vì là nhảy múa rồi vẽ vời này, các kiến trúc sư nhiều hết hay rất lắm á. Match nhau rất là vô với nhau. Thật ra bạn này ai cũng hợp. Được lắm á. Ừ. Ai cũng hợp luôn. Em cũng mong là bạn độc thân để tới với nhân vật của mình nha. Thì giờ bạn lẹ đi, ông số 5 đang lo rồi, sắp tới ổng kìa, nãy giờ ổng đang thở dốc. Lẹ chứ thôi đi, ta đang thở tới nơi ta xỉu giờ. Thứ nhất là nghề nghiệp của bạn thì sẽ không phù hợp với Khanh. Tại vì là làm kiến trúc sư thì sẽ hay phải thức đêm. Em thì đi tập về buổi tối, em cần một người để tâm tình. Nhưng những người đó họ sẽ cần cái khoảng lặng riêng để họ làm việc. Nhưng mà thường làm vào buổi chiều đến tối. Chứ ít khi mà người ta thức dậy buổi sáng đó. Em không thể tâm sự buổi sáng được. Bạn ý không phải là đã có chủ hay độc thân hay là màu tím. Nhưng bạn ý đối với chị chưa phù hợp với em. Em mình có khi nào chuyển cái giờ tập vào buổi đêm được không chị? Thôi đi cô, xin đâu mà nhảy cô. Thôi thì cứ cho tôi cái màu đi, để tôi qua cái người kế tiếp nè. Mời quý vị. Bảy mốt phần trăm độc thân cũng cao. Cái người cuối này làm cho tôi liên tưởng tới một người, đó là anh Vũ, anh ruột của Trường Giang. Đúng không? Giống ông Vũ dã man. Anh làm đi cười có em mà quen cái người này giống như là em quen anh ruột của Danh Hài vậy đó em. Cuộc đời em vui lắm. Coi của ông là ai nè. Chào em, anh là Tiến Đức. Anh là một chuyên gia sáng tạo và pha chế đồ uống. Hiện tại anh đang vận hành một quán bar do anh làm chủ. Công việc này đòi hỏi phải có một trí nhớ tốt, phải có sự nhạy cảm đặc biệt để dung hòa và kết hợp hàng trăm món với khẩu vị của nhiều thực khách khác nhau. Sau đêm nay, anh hy vọng rằng sẽ có cơ hội để làm cho em thật nhiều món đồ uống ngon mà em yêu thích. Bên cạnh đó, anh còn đảm nhiệm vị trí quản lý đồ uống của một chuỗi nhà hàng Nhật Bản. Ngoài thời gian dành cho công việc, anh cũng thường tập luyện võ thuật để rèn luyện sức khỏe và ý chí. Trời ơi! Wow! Đất quá! Trời! Wow! Những ưu điểm vừa rồi của anh liệu có đủ để có một sự lựa chọn trong lòng em chưa? Nếu chưa thì anh còn một tiệc chiêu cuối nữa. Người khác thích em sẽ đưa hoa đưa quà, còn anh chỉ muốn đưa em về nhà anh thôi. Chọn anh nhé. Cái tiệc chiêu cuối đó là do biên tập nó gửi. Tiệc chiêu cuối đó là anh này anh rất tự tin về cái khả năng đó của mình, cái khả năng mà đưa về nhà đó, cho nên là anh ta để đến cuối cùng. Nói chứ cũng chủ mà em. Chủ tự tin. Người ta chủ quán bar là phải biết cư xử, phải biết ra đời rồi em ơi. Quán bar chứ có phải là quán bốn gì đâu. Nhưng mà nha, cứ nghĩ đến cái cảnh mà hai người có thời gian rảnh đó. Xong rồi ông này thì đánh võ, xong bà này thì đỡ, xong xoay mấy vòng mà kiểu quay cuồng trong mơ hồ ấy. Phim công phu. Eo ơi, như thập diện mai phục trong nhà luôn. Xuất sắc. Thật sự luôn cái cảnh đó. Mỗi lần hai đứa gây nhau đánh lộn nha. Ông này lên trước. Trời ơi. Trời ơi, hay lắm. Xuất sắc. Sao khoang mặt chị vậy ta? Ê, mà đã còn nhà hàng Nhật. Đây xong này nhảy là tụt luôn cả mấy nha. Xuất sắc thì không, mà cái nãy cái tay làm nhuyễn lắm nha em nha. Cái tay này là người từng trải, cái mặt anh ta cũng là người từng trải, yêu nhiều lắm rồi. Xong em lại cứ thấy hơi có tím liệm tìm sim trong này. Có tím liệm tìm sim luôn hả? Không? Có hơi lơ mi nưa thôi. Tại vì môi trường quán bar thì cũng dễ tiếp xúc nhiều người đấy. Em để ý từ lúc anh ý bước ra sân khấu từ lúc đầu cơ. Có một cái cảm giác như thế, với cả vừa nãy khi mà em có nói là nếu mà một người đàn ông mà thực sự ấy, khi mà họ nhìn người phụ nữ thì họ sẽ nhìn một cách rất là tự tin. Còn khi mà anh đứng trên sân khấu thì maybe nhá, một là anh không được tự tin lắm, hoặc là nếu không thì... Thật là em thì em không thấy tím. Nhưng mà đúng là Hương nói một điểm đúng, đó là
anh này anh ấy không có tập trung vào cái cuộc chơi này lắm. Em cảm giác như anh lên đây để giới thiệu về mình nhiều hơn và để giao lưu nhiều hơn là tìm kiếm một điều gì đấy. Cho nên lại cảm giác là nghiêng về màu đỏ nhiều hơn là màu tím. Đây, đỏ. Ngoài làm ca sĩ ra em rất là thích làm bartender, thiệt luôn. Nhưng mà như Hương nói thì em không đồng ý lắm. Tại vì là những người như anh dù làm bartender rồi tập võ thì cái thế giới nội tâm của họ rất là nhiều. Cho nên là họ sẽ không giỏi trong cái việc là họ thể hiện cái điều đó ra bên ngoài quá nhiều đâu. Anh Duy nói là đang sao lãng một việc gì đấy đúng. Là không biết là doanh số quán Nhật ngày hôm nay là bao nhiêu rồi. Rồi là đến giờ tập võ rồi mà cái chương trình cái số thứ hai này quay nó bị trễ mấy tiếng mất cái giờ tập. Tức là có cảm giác thế rồi, không biết là ở nhà thế nào. Có khi chị em nghĩ là có vợ ở nhà rồi đấy, đang ngồi đây này. Hoặc là đó. Maybe là vợ đang ngồi ở dưới, nhìn lên quanh xem nào. Lý do gì thì cũng đỏ anh ạ. Thì nói ngắn gọn thôi. Thì feel như thế này. Rồi chị, em thế thì em cũng giống chị luôn à. Từ nãy giờ mình thấy ai cũng men. Thì chắc là nói về cảm giác tím thì anh này có nhiều nhất đúng không? Mọi người nói cũng rất là hợp lý vì mình không biết được, mình không thể nào nhìn bằng mắt được. Nãy giờ Duy không biết cái gì hết trơn á. Hôm nay cho lạ đi, cho nhiều màu, đủ vâng. Màu đi. Độc thân đi ạ. Quý vị nghĩ sao ạ? Thấy không? Ba bên khán giả bình chọn đồng đều. Rồi, em gái ơi, từ nãy giờ mọi chuyện bày biện ra hết cho em rồi. Thì bây giờ em chọn giùm anh một người em cho là không phù hợp nhất với mình. Anh ta sẽ dừng lại cuộc chơi. Chàng trai đầu tiên nào sẽ phải nói lời chia tay chương trình? Kết quả sẽ có sau ít phút. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Em rất là cảm ơn các anh ngày hôm nay đã dành một chút thời gian đến đây với em. Để có thể tìm hiểu. Và em xin phép được loại anh Tiến Đức. Đó là lựa chọn của em. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Mời các bạn vào chuẩn bị cho phần xuất hiện. Cho anh hỏi là vì sao? Em nghĩ là anh Đức là người đã có gia đình. Mời các khách mời. Anh ta màu gì? Và bây giờ Tiến Đức sẽ trở lại. Nghệ nhỉ? Thế
Chào bạn, bạn có họ hàng gì với Trường Giang không? Dạ không. Thế là công việc của bạn là chủ của một quán bar, là ngoài ra bạn còn làm gì như là YouTuber hay cái liên quan tới showbiz không? Thì ngoài cái nhà hàng Nhật, em có sở hữu một cái quán bar cho riêng em. Đó cũng là một cái ước mơ của hầu hết mọi bartender. Thì bên cạnh đó em cũng tham gia những cái game show với mục đích là, thật lòng mà nói thì nhiều người chưa có nhìn nhận đúng về cái công việc. Khi mà nghe đến cụm từ bartender, họ nghĩ là những cái anh mà tung hứng rồi trong những cái môi trường rất là nhạy cảm, hư hỏng. Nhưng mà không, qua video clip hoặc là qua những cái màn nhỏ nhỏ lúc nãy em cho mọi người xem thì mọi người thấy tụi em cũng rất là cực khổ, cũng phải dùng chất xám, cũng phải tập luyện, nghiên cứu để mang đến những cái ly nước uống và đưa nó đến một tầm gọi là nghệ thuật thưởng thức, chứ không phải là chỉ đơn giản là say xỉn. Không, đúng rồi. Bartender nó là một cái loại hình nghệ thuật làm cho người ta thưởng thức cái thức uống, không những qua vị giác mà còn qua thị giác. Thì cái người làm việc là người ta phải giỏi, cái đầu tiên phải có ngoại hình, cái thứ hai là phải tạo được sự thu hút, cái thứ ba là kỹ năng tay phải cực kỳ giỏi về mặt sốc, giật, bức thì mới có thể làm được. Nó là nghệ thuật. Nhưng mà thế này, bạn là đỏ dạng gì? Em đã có gia đình và có em bé rồi. Ồ, hôm nay họ có đến đây không? Dạ có. Xin mời. Wow. Đáng yêu quá. Wow, à. Dễ thương quá. Trời đất ơi, thôi chết rồi, cháu tôi đáng ghét quá. Trời ơi, khéo sanh khéo đẻ. Con, hello. Hello. What's your name? Sao được tuổi quá ha. Nó rụt tay ra. Đáng yêu quá. Dễ thương quá, cháu nó là tên gì ạ? Bao nhiêu tuổi ạ? Cho phép em chào tất cả mọi người có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Em run quá. Dạ, em tên là Kim Phụng, con em tên là Bảo Long ạ. Và con em 9 tháng. Cưng quá à, cưng lắm luôn ấy. Mặt là cũng là cả giống cả bố và mẹ luôn. Ở đâu mà em gặp chồng em vậy hả? Em đi quán bar em quẩy cái em gặp ổng, em chuốc rượu em phải không? Đúng không? Đúng không? Đúng rồi, giờ gật đầu. Trời ơi, trời. Trời ơi, ghê quá. Trời ơi, dính đó vậy. Trời đất ơi, bà đi đâu vô đó mà quẩy được người ta rước bà về luôn vậy bà. Cho phép em đính chính cái, tức là khi mình đã có duyên thì mình sẽ có thể gặp ở rất là nhiều hoàn cảnh. Bây giờ mình có đi mua đồ ăn hay là đi lướt ngang nhau cũng sẽ gặp mua nhau. Mua đồ ăn sao chút rượu ông ơi, chỉ có vô quán bar thôi. Tức là ý em chỉ muốn nói cái do cái, mọi người đừng nghĩ cái hoàn cảnh mà tụi em gặp nhau rồi nghĩ xấu về em. Thật ra thế này ghẹo thôi thưa quý vị. Cái ly rượu đó cũng phải muốn uống mới uống chứ đâu ra mà ấy, đúng không? Thật sự ra mà nói là cái gì có duyên là có duyên hết á. Tại vì bây giờ thế này mình nhìn hai người này, quý vị thấy là rõ ràng là nhìn vô họ không có liên quan gì hết, nhưng mà họ tìm được một cái điểm gì đó ở nhau, biết đâu ngay cái đêm đó. Thành thử ra là tất cả những cái điều xảy ra đều là do chúng ta tự cảm nhận lẫn nhau thôi. Đó, thì bây giờ cho anh hỏi nè, là đêm đó nó xảy ra như thế nào, là vì sao em chỉ là một cái người đi chơi mà lại cảm thấy tin tưởng và thích cái anh bartender đó? Dạ, từ đầu thì em với chồng em có chơi thân với là một nhóm bạn. Đó, thấy chưa? Nhưng mà hai đứa em hoàn toàn không biết nhau, tại vì hai đứa em cùng quê, nhưng mà mãi đến 4 năm trước hai đứa em mới biết nhau và quen nhau từ đó. Thì hai đứa mới gặp nhau ở trong một quán bar đó, cũng cùng với nhóm bạn đó luôn. Thì sau đêm đó tụi em quen nhau luôn. Quá đáng yêu rồi. Mọi thứ đã có, chồng bạn sự nghiệp cũng có. Rồi có một cậu bé quá là đáng yêu. Mọi thứ là hiện nay đang rất là tốt đẹp. Chúc cho các bạn sẽ giữ cái điều này thật là lâu với nhau và trân trọng nó ha. Nói chung là ngày hôm nay rất là cảm ơn bạn đã mang gia đình đáng yêu của bạn đến đây. Một lần nữa một tràng pháo tay thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giây lao. Yeah.
Thưa quý vị, chúng ta đang trở lại với Người Ấy Là Ai, chương trình do Samsung Galaxy A71 với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh tài trợ độc quyền. Và đây là vòng 2, 4 chàng trai sẽ cùng nhau chơi một trò chơi đuổi hình, bắt chữ. Có chữ gì thì người kia diễn tả cho người còn lại hiểu, vậy thôi, dễ mà. Thì trong lúc các bạn ấy diễn tả, chúng ta hãy quan sát xem có những động tác nào nó lòi một số thứ ra không. Chúng tôi sẽ ưu tiên cho Văn Mai Hương. Hả? Là người hiện nay đang độc thân duy nhất ở đây. Cái gì? Không, em là rêu mốc rồi. Em không có còn tính em là diện độc thân. Quá đáng. Để Văn Mai Hương, em sẽ được lên lựa chọn anh chàng nào em thích chơi trò này cùng. Đó. Cho biết em là hưởng. Ai luôn, em biết lừa ai luôn đó. Bạn đó. Bạn trời nào? Bạn giống Công Cao Thắng. Quỷ hả? Em rể của anh. Xin phép anh nhà em giống em gái anh mà đúng không? Ừ. Đó, mời bạn lên đây. Em lựa một trong ba cái hộp còn lại đi. Là cái này ha. Em sẽ nhìn và diễn tả cho Văn Mai Hương biết cái từ này là gì bằng hình thể của em. Trước khi em diễn tả, em có thể cho biết là bao nhiêu từ bằng cách giơ ngón tay lên. Bây giờ Văn Mai Hương, em đứng bên này, em trai đứng bên này, anh sẽ đứng từ bên này, anh giơ bảng lên cho em đọc. Chúng ta bắt đầu. Mệt quá. Nóng quá. Diễn tả từng từ đi, để cho người ta hiểu. Sổ mũi. Từ đầu có một từ thôi, đâu ra sổ mũi bà. Cảm cúm. Mưa. Cảm mưa, ô có điên. Sấm. Cảm sống, ô cảm sống. Cảm vẫn là cái từ đấy hả? Cảm gì? Okay, cảm nắng. Bao nhiêu từ? 4 từ. Nè, anh đừng có nhép miệng nha anh. Anh cứ hở cái nhép miệng nha. Xỉu. Xỉu lên xỉu xuống. Hay quá. Có sự ăn rơ nhẹ rồi nha. Vào cuộc ơi, vào cuộc ơi. Vừa đấm vừa xoa. Trời ơi, cho nó hợp nhau. Ăn rơ rồi. Ba chữ. Ngó. Nhìn. Trời ơi, cái này về thành về tả. Nè, cái này nè, anh diễn tả cho em coi nè. Nhìn, lén, nhìn. Nè, đầu tiên nè. Nhìn túi. Tôi trộm bà ơi, tôi trộm bà ơi. Nhìn trộm á hả? Nhìn trộm. Ba từ. Nhìn trộm gì nữa? Đây cô ơi, trộm nhìn nhau. Ừ đây này. Eo ơi, trộm nhìn nhau đấy, khác hẳn đấy. Rồi xong rồi. Mày hết rồi hả? Cảm ơn. Dạ cảm ơn anh. Eo ơi, trộm nhìn nhau chứ tả khó thế. Tôi ăn trộm kiểu đấy mà còn chưa ra. Không, trộm nhìn nhau là người ta phải như thế này, xong rồi nhìn em này, xong rồi. Ê. Thì người ta làm vi trang nó có gì đâu. Đâu, không làm giống đâu. Chán ghê luôn á. Eo chán ghê. Em lại thấy chưa? Với những dạng người phụ nữ không có matching với là cái đầu óc của em thì em hiểu, em nên loại cô ấy đi. Đã lâu lắm rồi, tôi biết suối nguồn cảm xúc không chảy qua tâm hồn của người phụ nữ này. Kỳ tôi đến Sport Khánh Thi, người phụ nữ lập gia đình rất lâu. Mời bạn lên đây, hay một lần được tận hưởng một cảm xúc tươi mới với một ai đó đi nào. Chọn đi. Chọn hả? Ủa sao không ai dám nhìn em với anh Thành? Chết mất cảm hứng tròn đúng không anh Thành? Các bạn ơi nhìn vào đây. Không ai dám nhìn chị luôn. Nhìn thẳng vào mặt cô. À không, nhìn thẳng vào mặt cô ấy. Các em nhìn chị nghiêm trang thế. Thôi được rồi, để chị chọn em đi. Tại vì là em biết vẽ mà đúng không? Cho nên là chắc chắn là ngôn ngữ hình thể, ngôn ngữ cử động ngồi đấy. Ngồi đây, ngồi đây. Rồi, Khánh Thi đứng yên đó nha. Có 4 từ. Chạy. Đi. Khóc. Vừa đi vừa khóc. Bơi. Trèo đèo lội suối. À không. Khó lắm. Khó lắm. Bay xuống. Bay lên bay xuống. Xà xuống. Xà xuống. Chị không có xem cái phim đó, chị cũng sẽ khó nha chị. Oh sorry. Qua đi, này khó nè. Hai từ thôi. Hai từ. Làm đi. Ha ha ha.
nhõng nhẽo. 4 từ. Hôn. Hôn hai. Hôn chó. Này nhìn nè. Hôn mà rơi được à? Nhặt nụ hôn đầu à? Bí quá. Nụ hôn đánh rơi bà ơi, nụ hôn đánh rơi. Nụ hôn đánh rơi. À nụ hôn đánh rơi à? Ừ, hết hôn rồi, thôi đi về đi, đánh rơi rồi. Hết cơ hội rồi. Người ta đã hôn như vậy rồi mà còn chưa chịu nữa. Thưa quý vị, cái cảm giác sảng khoái nó chóng vánh lắm, phải tận hưởng ngay. Tôi này nó mất lượt. Không lẽ bây giờ tự nhiên Duy là đàn ông mà tôi đi nhường thì nó kỳ cục, đúng không? Thôi Hương Giang lên em ạ. Nào, Jim Jim đâu ra đây thế nào? Jim Jim, Jim Jim. Chị Cánh Thi. Ủa sao mà làm hay quá ta? Chị ngã em nâng hai. Wow, này chết anh này nhá, anh này thua anh nha. Khó đó. Từng từ một đi, năm năm chữ anh. Gần anh đúng ấy. gần đúng anh ta. Ừ, anh ta bỏ em rồi. Hay quá. Đây là con chim thông minh. Ê đại sứ nhá, đại sứ. ghê à đây. Bốn chữ em đi nè. Là coi bạn ấy đang đi, bạn ấy đang làm gì nè. Bạn này bán giỏi lắm, để từ từ diễn tả hết lần đi. Em bạn ấy đang kêu em làm gì? Lại gần hôn anh. Hay quá tên bài hát quá. Đi. Đi đu đưa đi. Xin chào, giới thiệu đại sứ mới. Trời ơi cảm ơn bạn. Thôi đâm đầu ý hợp quá. Đàn ông là phải như vậy. Lãnh đạo được một tập thể, cái đầu phải thông minh. Tại sao lại trở thành hoa hậu ta? Thôi bà về đi bà. Em là táp phải ruồi thôi. To đâu. Hồi nãy đưa em cho cái ông này diễn tả em cũng chết. Ông nào? Chết rồi, ê Duy chuẩn bị rồi kìa anh. Duy đang nôn nao quá kìa. Duy đang nôn rồi. Lên đó. Đây. Bạn Phạm Giàu à, dạ. Hai từ. Lật. Té. Lăn. Lăn lộn. Lương lẹo. Nãy lăn đúng rồi, qua lương lẹo. Lăn. Lăn nhăn. Lăn nhăn. Trời ơi. À tự nhiên bạn nhăn bạn làm gì à. Bốn từ. Đưa. Đưa. Cho. Nè. Hai người này làm gì tôi hiểu chết liền á. Trời ơi. Số mấy đây? Số 1. 1. Mua 1 tặng 1, ông có nội. Mua 1 tặng 1 nè. Diễn tả cái điều muốn xỉu luôn à. Tiếp đi anh. 4 từ rồi. Uống. Ngậm miệng lại. Ngậm. Ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngậm đắng nuốt cay. Bốn chữ là ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhớ gì nói đó thôi chứ ca sĩ nghĩ. Kiểu gì là thiệt á chứ. Bốn chữ ngậm bồ hòn làm ngọt. Thôi đi, đừng nhây lại. Trời ơi. Bốn từ luôn. Đếm, đếm. Đếm tới, đếm lui. Đó. Hết rồi. Ok, yeah. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn các bạn. Thành công. Mời các bạn về vị trí. Ai cũng men. Cái dòng gì mà ai cũng men. Thật sự là không thể tìm thấy màu tím tìm luôn. Tìm không đó. Ra màu tím cho cái dòng này luôn. Khủng khiếp thiệt. Ai cũng thoang thoảng lơ mi nưa nha. Nhưng mà lại không ai tím hẳn.
cái người mà không tím chắc chắn là em rể tôi. Bây giờ tạm thời giống ông Cao Thắng và vừa giống Chris Phan, tôi đặt là ông Cao Chris đi. Nhưng mà thực ra nhá, trong cái người chơi mà cảm giác hơi gồng nhất ý, thì là anh đầu tiên nha. Lên nó có cái sự hơi kiềm chế một chút. Nhiều khi ảnh là cái dạng người kiểu là người nội tâm ấy. Nhưng mà nếu buộc phải giữa hai người ấy, thì cái anh số 2 chơi thoải mái hơn. Nếu như anh số 2 mà tím á, thì cũng có thể là anh ấy đã quen, anh ấy rất là tự tin là anh ấy tím. Anh không có gì để giấu giếm cả, anh ấy thuộc dạy tím men. Yes. Nhưng còn nếu như anh đầu mà men thì là men tím. Anh hiểu không? Nghĩa là men là men tím. Tím men và men tím em. Ôi em dồi. Duy. Ôi dồi ôi, gia đình em có con em. Ôi dồi ôi. Em nói thật, từ mô tô đến lô tô nó chỉ khác nhau một chữ M với chữ L thôi. Nên là em nghĩ khả năng có khi anh này tím nhất trong bốn anh còn lại đấy. Và Mai Hương. Em không thấy anh này tím lắm. Tại vì tím thì ít chơi mô tô. Thế cả anh này thì nếu mà để mà nói nhá, dùng ngôn từ của em ấy thì là kiểu trai thẳng hơi nhạt nhẽo một tí. Thật ra là Văn Mai Hương nói câu này không sai. Thật sự có nghĩa là anh ấy sẽ có thể phù hợp với một số người mà phụ nữ cần tiếp an toàn nè, không cần quá nhiều gia vị thú vị trong cuộc sống. Nhỏ Khanh cũng cần an toàn đấy. Đấy, chỉ cần vậy thôi. Còn nếu mà với giới nghệ sĩ thì đây đúng là cái người đàn ông có thể sống là khá nhạt đấy. Thế em giữ bảng màu của em chống lại thì ấy. Chắc là em sẽ là thôi độc thân đi ha. Ok. Thân gì? And you? Xin lỗi, không có ý gì hết nhưng mà... Ồ, không có ý chọn... gì mà sao lại chọn người ta giới tính thứ ba vậy? Chị nói là sẽ có một người giới tính thứ ba đúng không? Chứ còn ba ông kia nữa. Thì em có cảm giác anh này giống giới tính thứ ba nhất. Thân gì? Mình ngồi đây mình bị lú đấy. Tại vì lúc đầu cho đến bây giờ là mình bị dẫn dắt. Chính các bạn dẫn dắt mình cho nên mình chả nhớ lúc đầu mình nói cái gì. Tự nhiên tôi dắt cái bà theo chi rồi bà nói tôi dẫn dắt. Nhưng mà lúc đầu thì chọn cái gì chẳng nhớ không? Thì quên. Tôi cũng không nhớ. Bây giờ chị cảm nhận đi sao tất cả những thứ này chị cảm gì? Đó, tức là chính chị bị phân tâm mà. Chị không còn nhớ được luôn. Sau tất cả. Hồi nãy chị chọn độc thân em nhớ vậy nè. Chỉ còn lại màu tím thôi. Không. Hoặc đã có chú rồi. Thôi đi. Chị ôi chị mâu thuẫn, chị vừa nói ok hợp với Nhã Khanh xong thì chị ra màu tím. Không, hợp với Nhã Khanh về cái độ gọi là Nhã Khanh thích an toàn. Và Nhã Khanh không thích phiêu lưu. Nói chung là vậy đi, tạm thời là vậy đi. Gia đình ơi, bình chọn hộ em. Bạn ấy cũng được bình chọn khá là cao cho cái phần độc thân. And the gym. The gym. The gym em thấy là như vậy nè. Là một người rất là thông minh. Tức là hình dung ra mọi thứ ở trong đầu. Có cái sự tưởng tượng tốt và chơi rất thoải mái, không có phải là gồng. Em vẫn hơi nghi nghiêng về cái phương án là đã có chủ rồi. Tại vì trông có vẻ giống như một người anh lớn rồi là chơi với em gái vui vẻ thoải mái lắm, chứ không có cái khoảng cách của kiểu như là nam nữ đâu. Thì em nghĩ là đấy vẫn ủng hộ cho thương hiệu bằng màu thương hiệu nhá. Đỏ. Thì Hương thì sao? Thật sự là em thấy anh là hơi luminer một tí. Tại vì con trai ấy thường họ sẽ hơi nhút nhát khi mà có lúc cái đầu sự... là em bảo anh trải chuốt đấy. Ừ đúng rồi. Thì lúc nãy anh là người chơi hết mình nhất trong bốn người luôn ấy. Tại vì thường đàn ông khi mà gặp phụ nữ thì người ta vẫn có một cái gì đấy nó hơi bị rụt rè ấy chẳng. Nhưng mà lại nhớ có cái chi tiết này nha. Khi em ra là em phải khen mừng là em đập tay như vậy. Thường là đàn ông họ sẽ đập tay như vậy luôn. Nhưng không, đây lại ngay cơ. Định đập tay lại. Đây, như này. Đây, cầm tay như này lại, như này cơ. Cái này chỉ có hai người đang chờ lăng quăng vào. Chị em. Đây, kêu này. Eo em, lâu quá không gặp. Ừ, chết thật. Ôi, thương quá em. Đúng, đấy. Kiểu đấy. Thì cho cái màu đi. Em thì là tím ạ. Thôi em đổi lại đây, cái đoạn cầm tay em nhớ lại rồi. Cái đoạn mà lâu quá không gặp bà đấy phải không? À anh ơi sao đây? Béo quá không giơ được tay lên. Em là do chuột to. Con chuột to tập phòng gym quên đây. Chị lại đổi. Chị phải đổi em nghĩ ạ. Bạn này là một người bạn tất cả đều muốn có cho nên là bạn này độc thân. Excuse me. Một người trưởng phòng của nhiều Mr. Gym. Chỉ vì anh ta thông minh chút xíu là một người bạn của mọi người muốn có mà anh ta độc thân. Vì mọi người muốn có nên mọi người chỉ muốn làm bạn thôi. Anh ta gặp vấn đề trong chuyện đó cho nên là anh ta tới đây để anh ta tìm một người yêu. Thanh Duy đang nói mịn. Cái gì vậy? Thanh
Em thì em thấy là nếu như anh này anh là một người hết mình như vậy, có địa vị như vậy, rõ ràng anh sẽ phải có rất là nhiều người thích. Mà cái phòng chim nữa. Thôi nhưng mà nghĩ lại rồi, anh này anh lại còn thổi kèn cơ. Thổi kèn thì không tím được đâu. Tôi chưa bao giờ tôi thấy một cái người tím nào mà vừa bước ra cái gặp yêu người yêu mình tù. Chương trình là như là lật bánh tráng vậy đó. Thì còn Khánh Thi thì sao nào? Tức là màu tím này đối với Thi là không thể rồi đó. Nhưng mà chỉ có mỗi một lần mà lúc mà Giang nói là đã có chủ ý tự dưng tay bạn lại thế này thì thành ra giống như là hình như là đúng. Tức là kiểu xin cảm ơn á. Có cái khi nào mà được lập lờ giữa ông ta không? Chị chỉ giơ biển một phát cho em là 2-3 một phát à? Tại chị hơi mất an toàn nên thôi chị để như này đi. Vâng, và các bạn nghĩ gì? Tám mươi một phần trăm độc thân, khán giả của mình chọn cho anh này khá cao. Bây giờ tới em rể tôi nè. Anh Thành nói là cái mặt giống anh ông Cao Thắng với cả Chris Phan ấy, thì cả hai đặc điểm chung của hai bạn ấy là đều chỉ có một mối tình và kéo dài rất nhiều năm, với những cái nhân chắc học, với những cái người mà có cùng cái tương quan mặt với anh này thì đều là đã yêu rất lâu, cho nên là em cũng nghĩ anh này giống như vậy, tương tự đã có chủ. Hương, em thì em thấy là như này, nếu mà bạn này mà độc thân thì nó quá là tuyệt vời rồi, nên là những người như vậy nên cho họ cơ hội một lần nữa. Đấy. Chứ còn nếu mà bây giờ mà vội kết luận bạn ấy có bạn này thì chắc chắn là không thể giữ tình thứ ba được. Chị quyết định độc thân. Còn em thì nghĩ tình yêu của bạn này không phải là một kiểu tình yêu trưng bày ra cho người khác, mà là bạn này sẽ có cái kiểu yêu là sẽ giữ cái tình yêu đó cho bản thân mình. Yêu thầm lặng. Yêu thầm lặng. Nhưng mà dù yêu cho là có yêu chăng nữa cũng không để mang người yêu ra để giới thiệu, đúng không? Có thể là như vậy. Dạ. Em nghĩ chọn đã có chủ. Ủa sao vậy? Cái lý luận. Lý luận làm nó tôi khác nghĩ ra hướng khác rồi cuối cùng giờ cái bản hướng chúng khác ta quá khác thật. Nhau. Ca sĩ dạo này sao quý vị? Chắc lâu quá không đi hát được và ai cũng rối hết trơn rồi. Chị thì thấy em nhỏ nhắn, có khả năng về kinh tế và em cũng có tài lẻ. Thế là màu xanh à? Gửi gắm Nhã Khanh nhé. Mời quý vị. Anh này là hiện nay xanh bền vững 96, hầu như là không có gì lung lay hết. Hồi nãy 98 và 96, người cuối cùng. Nói gì nữa, quá support từ đầu rồi. Bất kỳ một lúc nào cũng là ánh mắt sáng trưng nhìn về cô gái, và lúc nào em thấy cũng tràn đầy năng lượng. Và khi bạn chơi trò chơi em lại càng thấy bạn dễ thương. Em vẫn khẳng định là ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp, anh hiền lành ấm áp. Dáng là tôi nổi da gà hoài luôn á. Đấy kiểu thế, xanh. Hương ơi, em suy nghĩ gì về nước Mỹ đấy? Vừa nãy là anh này là độc thân rồi nè ha. Anh này là tím ha. Bạn này độc thân ha, không có thể nhiều độc thân được như vậy. Đúng là như chị Giang nói là bạn này dù có màu gì đi chăng nữa thì đúng là cái cảm giác ở bên cạnh bạn ấy cũng sẽ rất là dễ thương. Tôi thấy vậy nè, nụ cười đó là nụ cười đã có người yêu, đang hạnh phúc, viên mãn. Viên mãn. Bây giờ lát đi ra một con bé ra cười, hai đứa ríu rít. Không chịu, không chịu. Trời ơi trời, có nhiều nghệ sĩ không có ý thức được cái tuổi tác của mình thiệt á. Em nói này, Giang là chết từ nãy khi mà anh ý tỏ nhõng nhẽo rồi. Chị hoàn toàn không, coi như một người em rất là tuyệt vời, nhưng mà quá hợp với bạn này. Hợp với không, để người ta tự ta biết. Duy, nói câu công bằng. Em thấy là hai bạn này rất là có cái phản ứng hóa học á. Chỗ nào? Thấy hai đứa nó vừa cười với nhau đó. Cứ nhìn cười nha, nhìn nhau cười hoài, nhìn nhau cười suốt. Như đang ngồi quay lâu quá, không có làm mình cái vô thì bắt đầu với nhau. Trời lâu quá rồi. Chốt lại là bạn độc thân, dạ. Khánh Thi thì sao? Không, Thi thì chốt là bạn độc thân, nhưng mà con tim Thi không có chọn dùng Nhã Khanh bạn ấy đâu. Anh nói em nghe, mày mốt thích cái gì nhóm cấm đầu lửa không nghe ai nữa. Một cái fan bình luận từ nãy giờ em để ý không? Bốn ông đều bốn người bốn cái ý kiến khác nhau. Em nghe một hồi là em điên. Em nhức đầu rồi em đó. Nhức đầu rồi, em phải tự chọn thôi. Khán giả bình chọn lần cuối và em tự chọn cho anh. Mời. Sự chia tay nhau đã đến, hồi còi sẽ tan trong màn đêm. Bây giờ bốn anh chọn một anh không phù hợp nhất để anh ấy chia tay với chương trình. Mời em. Em nghĩ là người không phù hợp với mình là anh. Quốc Hiệu. Xin các bạn vào trong chuẩn bị cho phần lộ diện. Ủa? Sao lại là
bằng nghề này ta? Trong tất cả các người ở đây, cái người mà em không nên nghe nhất là Khánh Thi. Đúng rồi. Bà chọn cái gì mà không bao giờ nhớ thì em nghĩ đi. Một cái con người mà luôn luôn không nhất quán thì làm sao mà khuyên em đúng được. Tại sao loại anh ta vậy? Em sẽ rơi bảng màu thôi nhá. Ừ. Nghe theo trực giác thôi, ngày hôm nay mình không nên trình bày nhiều nhá. Rồi, mời mọi người chốt màu. Xin mời bạn. Chào bạn, bạn là ai? Chào tất cả các anh chị và chào em. Anh tên là Quốc Hiệu, hiện tại đang là giám đốc của hệ thống C-Gym. Cho hỏi là thế năm nay bạn bao nhiêu tuổi ạ? À, năm nay mình 31 tuổi. 31 mà bạn làm giám đốc như vậy là có nghĩa là sự nghiệp của bạn thành công sớm đấy. Và bạn có khó khăn lắm không để có được như ngày hôm nay? Vâng, rất khó. Rất khó để có ngày hôm nay. Là em bước ra đời từ năm 7-8 tuổi và một sấp vé số trên tay. Và tại thời điểm đấy thì mình tâm niệm rằng là nếu mình không lo được cho mình á, thì mình sẽ không làm bờ vai của ai được cả. Nên mình phải lo được cho mình đã. Thì cái đó là cái tâm niệm mà trong suốt cuộc đời, từ lúc đi học, tự lo cho bản thân, lo cho gia đình, lo công việc, rồi đến khi vào đại học, rồi ra trường thì mình một thân mình mới lo hết. Tuy nhiên đằng sau cái đó là người vợ hiện tại của mình. Tình yêu của mình với cô ấy gặp nhau là 18 năm rồi. Và yêu nhau 15 năm. Cái động lực gì giúp bạn đến đây thì nói lên điều đó? Cái động lực cho mình nhiều nhất đó là giọt nước mắt của cô ấy. Tại thời điểm đấy thì mình đang ở trên giàn giáo khiêng hồ á, thì cô đấy đứng dưới, cô đấy khóc. Thì cái nước mắt đó là nước mắt đầy hy vọng. Và mình nghĩ là mình phải thay đổi được cuộc đời của mình, thay đổi được cô ấy và thay đổi được tất cả mọi thứ. Nên đó là động lực để cho mình có được ngày hôm nay. 20 năm gặp nhau, 15 năm yêu nhau. Mình là một người không bao giờ để cho người khác nhìn thấy được cảm xúc của mình là gì. Chắc chắn, cả trong công việc và trải công tình yêu. Và để like một hình cô đấy trên Facebook thì không bao giờ. Nói chung là mình không thích tỏ hiện tình cảm. Và đặc biệt cô đấy hay thường cho em là anh là một người không sống không tình cảm. Và mình thường nói là anh sống rất tình cảm. Nhưng đó là hành động chứ không phải lời nói. Nên do đó hôm nay thì lần đầu tiên anh sử dụng lời nói để gửi đến em 3 lời. Đầu tiên là cảm ơn rồi, thứ hai xin lỗi và thứ ba chúc mừng vì em đã đầu tư đúng chỗ. Tự tin quá. Sau 15 năm đi làm thì mình có được nhiều thứ và bắt đầu mình đâm đầu vào những cuộc chơi sao đâu ạ. 2-3 ngày về, sáng về thì chỉ thấy cô đấy sưng mắt thôi chứ không thấy giọt nước mắt của cô đấy. Và một ngày thì mình vô tình mình lại nhìn thấy được giọt nước mắt của cô đấy, nhưng không phải là hy vọng nữa mà là sự thất vọng về một người đàn ông. Và ngày hôm nay mình muốn gửi lời xin lỗi đến cô ấy. Em đã cố gắng rất nhiều rồi. Thật sự mà nói, nếu mà đứng trước cái người đàn ông mà mình yêu, cái tình yêu và cái sự hy sinh của người phụ nữ không có cái gì có thể đo được anh ạ. Phụ nữ nếu mà yêu một người thật lòng
cô ấy có thể tàng hình xuyên qua tường, nhảy qua biển lửa, tất cả mọi thứ. Sự hy sinh, sự nhẫn nại và sự bao dung chưa bao giờ nó lại có thể nhiều như thế. Tất cả chỉ để đổi lấy cái gì anh biết không? Đổi lấy một cái khoảnh khắc hạnh phúc với cái người yêu của mình. Cho nên á, em nghĩ rằng là cái người phụ nữ bên cạnh anh nên quý trọng rất là nhiều hơn nữa. Bởi vì cô ấy luôn ở đấy mười mấy năm rồi. Nó là một cái cũ, nó luôn ở đó. Cho nên anh bị quấn theo một vài những cái sự mới mẻ vui chơi, nó là chuyện rất là bình thường, có. Nhưng anh vẫn biết bình tĩnh quay đầu lại và trân trọng cái người ở bên cạnh mình. Thì em nghĩ rằng là tất cả những cái công sức, cái sự hy sinh, cái sự bao dung của chị trong suốt bao nhiêu năm qua để đổi lấy một khoảnh khắc ngày hôm nay anh đăng ký vào chương trình này và nói lời xin lỗi, chắc chắn đó là điều mà người ta cảm thấy là xứng đáng. Nhưng mà cô có đến đây ngày hôm nay không? Không, tại vì giấu cô đấy đến ngày, tại vì cô đấy đến ngày hôm nay thì mình sẽ nghĩ là mình không nói được câu này nên cũng giấu. Nhưng mà dĩ nhiên cô đó là fan cứng của chương trình, không sót tập nào đâu. Nhưng cho tôi hỏi là cái điều gì nếu kéo bạn lại kịp thời giúp cho bạn nhận thức được ra cái điều mình đang làm là không đúng, để ngày hôm nay bạn quyết định đến đây để nói lời xin lỗi, thì đó là cái gì? Đó là giọt nước mắt của cô đấy. Cô đấy không bao giờ thấy để cho mình thấy khóc, nhưng vừa đấy mình về thấy cô đấy khóc. Và cô đấy nói một câu như thế này: anh đừng kiếm tiền nhiều nữa và hãy như hồi xưa. Và nước mắt cô đấy chảy xuống. Không lẽ là cô ấy chỉ cho anh thấy đúng hai lần khóc của mình thôi? Đúng, hai lần khóc. Cô ấy là người bạn lĩnh đấy. Vậy thì cho tôi hỏi, cái điều mà bạn sao lãng dần cô ấy, lao vào các cuộc vui, là do cái cuộc vui đó nó vui quá, bạn lao vào như một bản năng ham vui, hay là một phần nào đó cô ấy cũng có một cái tác động nào đó làm cho bạn chán đi cái cuộc sống này? Vâng, đó là cả hai. Chia sẻ thẳng, mình là một người thiếu thốn về việc ăn chơi. Mình không biết ăn chơi là gì, không biết chơi bời là gì trước khi mình lên Sài Gòn. Bạn nói rất công tâm, tôi tin cái điều bạn nói. Vậy bạn chọn ở lại với cô ấy với cái đức tính gì của cô ta? Mình chọn ở lại với cô đấy với hai lý do. Lý do đầu tiên, mình thấy được sự hy sinh quá nhiều. Hy sinh từ khi mà cô đấy không được sự đồng ý của gia đình đến với mình. Và cô đấy vẫn là người chạy xe đạp lên chở mình đi học và lấy 5.000 của mình để chia đôi ổ bánh mì ra cho mình ăn. Cái thứ hai là cái mà mình nghĩ là mình người đàn ông, mình không thể làm điều đấy được. Mình không thể phụ một người phụ nữ như vậy được. Nên mình phải có trách nhiệm. Sorry mà cái này nó chạm đúng cái nọc của em nên em phải chiến đấu nha. Em nghĩ rằng là bởi vì các anh được ra ngoài, còn phụ nữ ấy, họ chọn cái sự hy sinh. Tất nhiên họ chọn phải là họ sai. Nhưng mà 18 năm ấy không thể đòi hỏi lúc nào họ cũng thú vị được anh. Vậy thì tại sao người đàn ông không một chút cố gắng vượt qua cái cám dỗ này, cố gắng bỏ qua cái cuộc chơi kia một tí, cố gắng hâm nóng lại tình cảm, chủ động làm một tí? Tại sao lại đặt hết lên khi mà có chuyện gì đấy xảy ra, người phụ nữ hy sinh quá rồi mới nhận ra rằng là giờ bắt đầu xây dựng một mối quan hệ mới, so sánh với mối quan hệ 18 năm nó mới thấy nhận ra điều đấy. Em không đồng ý chuyện đó. Cho phép anh xin được trả lời câu hỏi này của Giang một tí thế này. Tại vì bạn dám đứng đây mà nói lên với chúng ta điều này có nghĩa là đã dám nhận sai. Thì bạn không đang bào chữa, bạn đến đây để nhận lỗi. Nên nói không phải là cổ suý cho việc bạn này làm. Chúng ta nói để phân tích vấn đề, để ai trong cái trường hợp này phải tự hiểu lấy cái vấn đề của mình. Nhưng mà bởi vì em có một cảm giác, em không biết là có đúng hay không, em cảm giác là ngày hôm nay anh đến đây để cứu vãn cái chuyện đó. Thì em muốn nói thay cái tiếng lòng của cái chị đó cho anh hiểu cái vấn đề là như vậy. Em trả lời giúp anh cái câu đó. Cho tôi xin hỏi thêm một câu hơi đau lòng nhau một tí. Cái anh đang cho cô ấy hiện giờ là một sự tử tế cuối cùng phải có của một người đàn ông có trách nhiệm và bản lĩnh, hay đó chỉ là một sự thương hại vì mình sợ người ta buồn hơn? Đấy là câu hỏi hơi khó. Trong thời gian vừa rồi, khoảng 6 tháng trước, mình có một thời gian mình đã suy nghĩ về việc là chấm dứt. Và mình suy nghĩ lại là vậy đối với mình tình yêu là gì. Và mình bắt đầu định nghĩa lại tình yêu. Tình yêu là thứ mà có thể thời điểm này Hiệu sẽ không trả lời được vì sao còn yêu. Nói chung là còn yêu. Hôm nay bạn khẳng định yêu thì tôi tin bạn thôi. Không có gì để bàn cãi với nhau hết. Và nếu thực sự là như vậy thì nó hẳn là như vậy. Chứ còn nếu như chỉ để nói cho nhau nghe là tôi còn yêu cô ta, nhưng thực sự trong lòng bạn không, thì tôi khuyên bạn, nếu bạn đã chọn là một người đàn ông bản lĩnh và tử tế,
nếu không còn yêu, hãy nói không còn yêu, để người ta còn thời gian đi tìm một người khác tốt hơn. Thanh xuân người ta vẫn còn đó, không có mình, người ta vẫn có thể yêu tiếp tục. Nhưng nếu ở với mình mà không có mình, cái đó mới là địa ngục. Và tôi tin chắc nếu một ngày nào đó, nếu thực sự trong lòng bạn cảm thấy không yêu mà bạn nói với cổ, mà bạn đủ bản lĩnh để cho cổ thấy rằng bạn vẫn có trách nhiệm, bạn vẫn tử tế, nhưng chỉ vì đơn giản là hết yêu, cô ấy sẽ có cách hiểu của cổ. Còn nếu như bạn vẫn còn yêu cô ấy, đó là điều tuyệt vời nhất. Tôi thích cách một người đàn ông đến đây để nói lời xin lỗi. Đàn ông chúng ta đã quá lâu quên đi nói lời xin lỗi với người phụ nữ. Chúng ta bị sĩ diện. Và như tôi đã chia sẻ với một số bạn bè của tôi hỏi là sĩ diện với tự trọng khác nhau chỗ nào? Tự trọng là bảo vệ giá trị của bản thân. Còn sĩ diện là bảo vệ giá trị của bản thân. Ba chấm, mong muốn có. Có nghĩa là giá trị đó bạn không có. Bạn bắt người ta phải hiểu bạn có. Bạn ra sức để che đậy. Đó là sĩ diện. Và người đàn ông không nói lời xin lỗi là vì anh ta sợ quê, anh ta sợ mất mặt. Thật ra đó mới là những người đàn ông kém cỏi. Có lỗi là xin. Vậy thôi, cho hay không là chuyện của người ta. Cảm ơn bạn đến đây. Tôi chúc cho bạn. Cầm lấy tay cô ấy đi. Có mệt mỏi lắm không khi yêu phải một người đàn ông quá tài giỏi và sành sỏi trong mọi vấn đề của cuộc sống này? Dạ có. Vậy có muốn yêu nữa không? Dạ có. Chúng ta sẽ chọn để thích nghi với cái người đàn ông đã thay đổi này, hay chúng ta sẽ chọn là yêu cầu anh ta hãy trở lại như lúc xưa? Thật sự thì mà nói thì yêu cầu để thay đổi như lúc xưa là không thể. Tại cái thời điểm này thì vẫn yêu chồng em, thì em chấp nhận. Anh ta nói anh ta chỉ thấy em khóc 2 lần trong đời. Em trải qua cái gì mà em mạnh mẽ nhiều như vậy? Thật ra thì khóc rất là nhiều. Nhưng mà khi mà anh ấy về, mình đã khóc xong rồi. Sao không cố gắng khóc nhiều lần để người ta thấy, mà chỉ cho người ta thấy đúng 1 lần? Tại cái thời điểm đó mình đã khóc xong rồi, mình không muốn khóc nữa. Và nếu như kiểu anh muốn thấy thì anh sẽ thấy. Ví dụ anh về sớm hơn thì anh sẽ thấy. Nhưng vì anh đã về quá trễ rồi thì không cần thiết phải thấy nữa. Vậy cái điều gì khiến em phải yêu và tiếp tục muốn yêu một người đàn ông mà đã làm cho em mệt mỏi như vậy? Thì thật ra ngoài những cái gọi là mệt mỏi thì em vẫn có hạnh phúc với chồng em. Thật sự ra mà nói thì trong những cái mối quan hệ hôn nhân á bạn, nó sẽ có những cái lúc như thế này bạn. Nó như sàn chứng khoán á, nó lên cực cao rồi nó xuống cực thấp. Nó có những cái giai đoạn mình phải trải qua. Tôi cũng xin chúc cho bạn những cái điều may mắn nhất và những cái sự tử tế nhất mà anh ấy có thể cư xử đến với bạn. Qua mấy cái khó khăn này á, mà còn giữ được nhau á, vì sao yêu nhau nhiều lắm. Tại vì trải qua quá nhiều rồi. Bạn là người phụ nữ quá vị tha, quá bao dung và rất là nghị lực. Hồi nãy mình chỉ nói sơ sơ thôi. Tôi nghĩ bây giờ nếu bạn nhìn vào mắt cô ấy, bạn nói ngay lúc này nó giá trị hơn rất nhiều. Mời bạn. Em à, anh thì anh nghĩ rằng tình yêu lớn nhất đó là em. Dù có chuyện gì xảy ra thì giống như câu nói anh cách đây 18 năm. Anh yêu em. Mà khoan, đi đâu bên đây đây? Đi đâu bên đây vậy?
Thấy làm sao với câu nói đó? Em cũng không biết nói sao. Hy vọng là thiệt đấy ha. Thôi cố gắng lên nhé. Chịu cũng chịu được nhiều đó rồi, mà vượt qua được thì mình sẽ hạnh phúc tới cùng ha. Không bỏ cuộc, cố gắng lên em nhé. Chúc cho hai người sẽ tìm được cái giá trị đích thực để có thể ở với nhau lâu hơn và cư xử với nhau tử tế đến phút cuối cùng. Cũng muốn dành một lời chúc đến nhà Khanh. Hồi nãy đứng ngồi trong kia thì nghe rất nhiều thứ, nghe cả tiếng em khóc. Đối với anh thì nước mắt đó là con dao rất là ghê gớm. Anh hy vọng là từ giờ về sau em đừng bao giờ khóc. Khóc cho ai đáng. Vậy thôi. Những thông điệp rất là hay của những người đến với chương trình truyền lại cho nhau. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chúng tôi cũng mong quý vị thôi mình chùi nước mắt, uống ngụm nước, nghỉ ngơi trong giây lát. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao. Và các bạn đang trở lại với Người Ấy Là Ai, vòng thi cuối cùng. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi Samsung Galaxy A71 với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh. Có vẻ hôm nay một số khá nhiều cảm xúc, không những chỉ cho nữ chính mà cả cho dàn cố vấn và cả các thí sinh nữa thưa quý vị. Mỗi người có nhiều câu chuyện khác nhau. Chúng ta còn 3 anh chàng, bây giờ là lúc mình phải lựa chọn cái người tốt nhất cho mình. Hashtag sẽ hiện ra. Ban cố vấn sẽ hỏi câu hỏi dựa trên cái hashtag đó. Các anh sẽ trả lời thật để em biết bên trong những con người đó là cái gì. Chúng ta bắt đầu với bạn Phạm Dầu, mà bạn bước lên một bước. Gia đình, xin mời. Bạn mơ ước về một gia đình như thế nào? Em mơ ước về một gia đình luôn có cha, mẹ và những người yêu thương em, có thể sống vui vẻ, hạnh phúc cùng với em. Với em, thời gian dành cho gia đình phải là cả một ngày, hay là em có thể chia sẻ được với bạn gái của mình? Thời gian của em có thể dành cho gia đình những khi em rảnh. Bất kể khi nào gia đình em cần thì sẽ có sự xuất hiện của em. Nhưng bạn có yêu cầu cái người phụ nữ cũng phải dành thời gian cho gia đình của bạn giống như vậy không? Em không cần dành hết thời gian cho em. Em chỉ cần người đó thật lòng đối với em. Đứng trước Nhã Khanh, em có mong muốn là sẽ xây dựng gia đình với Nhã Khanh không? Hết giờ, cảm ơn bạn. Em xin cảm ơn. Người thứ hai, Đông Khuê. Hashtag là bình yên. Cô ấy là một người tham gia rất nhiều cuộc thi và cô ấy trải qua cực kỳ nhiều sóng gió trong cả tâm hồn lẫn tinh thần. Em sẽ đem lại bình yên cho cô ấy như thế nào? Em nghĩ là em là một người có đủ khiếu hài hước để làm cho bạn đó cảm thấy bình yên. Khi mà Hương nhìn tất cả những cái profile của bạn thì Hương cảm giác bạn là một người khá là thú vị và có một chút gì để chơi ngông. Vì là bạn bè rồi friend circle của bạn ấy, nó cũng không mang lại cho Hương cái cảm giác bình yên này. Thì vậy tại sao nó lại là cái hashtag bình yên này? Thật ra cái chuyện chơi ngông đó là do cái suy nghĩ của mỗi người thôi. Đối với mình thì đó không phải là chơi ngông. Mình chỉ tận hưởng cuộc sống của mình thôi, chứ mình không hề chơi ngông rồi. Liệu một người có những cái sở thích nhiều như bạn, nào là xe, nào là nhạc, nào là party, thì có phải là một người sống bình yên hay không? Hiện tại thì mình đang rất là bình yên. Mình tận hưởng một cuộc sống với những sở thích của mình và mình cảm thấy rất là bình yên. Bạn đòi hỏi cái sự bình yên trong cuộc sống của mình để tâm trí của bạn thoải mái, enjoy cuộc sống và các cái sở thích của bạn. Nhưng khi mà bạn quá tập trung vào các cái sở thích của mình, liệu bạn có mang lại được bình yên cho người mà bạn yêu hay không? Em nghĩ những cô gái mà bật đèn xanh với em thì sẽ có cùng sở thích với em. Nếu mà cô gái đó có cùng sở thích với em thì sự bình yên của em cũng là sự bình yên của cô ấy mà. Bạn đã từng trải qua mối quan hệ nào mà bị đổ vỡ mà không có sự bình yên không? Hết giờ. Cảm ơn em. Và cuối cùng là Trường Hải. Wow! Cô, tôi thích cái hashtag này quá. Nghĩ khác.
Bạn nghĩ như thế nào là khác? Mình nghĩ khi mà mình nhìn nhận một vấn đề, mình xoay đổi cái góc nhìn của mình hoàn toàn khác đi mới lạ hơn. Đó là cái quan điểm của mình. Hay là mọi người nhìn bạn như này xong mọi người nghĩ bạn khác? Đó là cái cách nhìn của bạn thôi. Bạn nghĩ là một người bận 8 tiếng vào ban ngày và một người bận 8 tiếng vào ban đêm, hai người đó có khác nhau không? Tại sao bạn nghĩ mình sẽ bận 8 tiếng vào ban đêm? Thấy chưa? Vừa nãy em bảo rồi. Tôi khoái mấy người đàn ông trả lời vậy lắm á. Tôi khoái. Trả lời vậy mới được chứ. Trả lời vậy mới khác đúng không? Nhưng mà khi em gặp Nhã Khanh ở đây thì em có nghĩ khác đi không? Trước khi em đến. Giống như chị Khánh Thi đặt một cái góc nhìn cho em là một kiến trúc sư, lúc nào em cũng sẽ bận 8 tiếng vào ban đêm, nhưng mà thật sự không phải vậy. Em cũng là một người làm nghệ thuật, em cũng phải tập luyện để em thiết kế và tất cả mọi thứ đều phải trau dồi. Đó là cái công việc của em. Và em thấy là em với bạn hoàn toàn là rất là phù hợp với nhau. Trời ơi, hết giờ. Thôi, đi vô. Đi vô. Đâu nhất thiết chúng ta phải lên chương trình này để tìm kiếm một người chồng. Em thì trải nghiệm tình yêu mà. Chọn theo con mắt của mình. Danh gia vọng tộc. Gửi con mà vào đấy là yên tâm. Mà buồn cười thế này này. Nhiều khi bà chọn theo gu bà ấy chứ không phải chọn ai đâu. Em đi qua đây, em ngồi này, giữa này, gia đình ôm em vào lòng này. Này, nhưng mà tôi nói cho mọi người biết nhá. Thứ nhất là tôi đặt hết tâm tư tình cảm vào mấy cậu này á, là bởi vì tôi thực sự rất là thương Nhã Khanh. Bây giờ chúng ta bàn về ai đưa cái bảng lên để khán giả nhớ lại người đó nè. Đầu tiên là Phạm Phạm Dầu. Em có linh cảm anh này tím. Em mới linh cảm gì nữa, nó là chắc chắn vì đấy. Vì chúng ta chưa có người tím là cái thứ nhất. Cái thứ hai anh này gồng à. Bây giờ này mà em còn nghi ngờ à? Em còn linh cảm nữa hả Hương? Anh ấy còn đang rưng rưng lệ khi anh hỏi về gia đình nữa kìa. Hương ơi, cái óc chị bị kéo em cộng lại mà vẫn chưa tím bằng anh đấy đấy. Không có linh cảm gì đấy hết. Chắc chắn là tím. Nhưng mà nói này, bạn này, nói thật, đến đây có câu chuyện ẩn khuất. Lại một câu chuyện đẫm nước một mắt. Một câu chuyện đẫm nước mắt và muốn chia sẻ với chương trình của mình. Mình bỏ bạn này xuống bởi vì không, bạn này tím. Để bạn yên nhá. Ừ. Để bạn yên đi. Với anh nơi ấy bình yên. Lắng nghe câu chuyện của bạn ý. Bạn này. Đây, bây giờ mới chiến đấu với Khánh Thi đây. À. Bạn này có vẻ chị nói thật sự là không hợp với em lắm. Chị xin lỗi, không phải là mình ngồi đây mình chọn. Thì là mình chọn đâu em. Cái vấn đề là ở trên kia người ta có chọn mình nữa không? Cuộc chơi này là của anh ấy chứ không phải của em. Năng lượng lớn hơn em quá nhiều. Có thể đây là gu em, có thể gia đình anh rất tốt, hoàn cảnh mọi thứ ok lắm. Và cha mẹ nào cũng thích con mình được vào cái gia đình như vậy. Có xe chở đi đón nắng nôi, không ai muốn đi cùng một cái người đi bộ hay là. Tất nhiên đấy là cái nỗi niềm của những người cha người mẹ. Mẫu số chung thôi. Nhưng mà nói thật, đừng có nghĩ rằng là hợp là em là được chọn đâu. Càng các cái vòng sau ấy, cái năng lượng của cái anh chàng này nó cứ giảm xuống. Nhất là khi anh ta trả lời cái câu cuối là mình đủ hiểu. Đúng, chính xác. Nếu như hai người cùng sở thích thì nói chuyện tiếp về chuyện bình yên. Đúng. Còn không thì thôi. Anh ấy nói thẳng luôn là cái một cái cô gái mà bật đèn xanh ấy, anh ấy là sẽ thích những cái sở thích. Cái đó em có hợp với những cái đó không? Mà không. Quan trọng là như vậy. Có nghĩa là như này. Anh ta hiện nay là năng lượng đang rất là lớn và anh ta làm chủ cuộc chơi. Đúng. Nên em không phải là người quyết định đâu. Nó giống như là một cuộc đi săn ấy. Nào đấy, bây giờ mẹ có bênh cái gì không nào? Vẫn bênh chứ. Với lý do tôi có một niềm tin tuyệt đối. Ok, next one. Còn gì mà nói. Bạn này thì quá phản ứng quá học thiệt sự. Mà em để ý nha, em không phải là chống đối chị Khánh Thi nha. Nhưng mà là bạn này và bạn kia là thực sự luôn đó. Là các bạn ấy có cái Bluetooth phải không? Các bạn ấy có cái sự kết nối vô hình lắm. Bạn ấy giải quyết vấn đề rất là nhẹ nhàng. Chị nói với em nhá. Thực sự. Cái hashtag quá ấn tượng, không nói nữa, ấn tượng nhất trong tất cả những người đến đây. Nhưng mà có một vấn đề này này. Cái chàng kia tím chắc chắn vậy thì em có hai màu xanh ở đây. Cỡ nào chương trình ngày hôm nay em cũng thắng rồi. Nhưng mà bỏ công, bỏ việc, bỏ tập, bỏ tành đến đây đợi cả ngày ngày hôm nay. Ok, em chọn được chàng trai kia em vẫn là màu xanh kết đôi. Nhưng về chả nhắn tin, chả làm gì thì để làm cái gì. Trên sân khấu này người ta còn không chiến đấu về mình. Thế em nghĩ là người ta có bỏ thời gian ra để tìm hiểu để chấp nhận em không? Bây giờ chỉ nói thế này thôi. Hai ông kia có thể đều là màu xanh. Nhá, anh xin lỗi phải nói câu này như này là vì anh thấy em cũng hơi kiểu trẻ người non dạ, em hiểu không? Em mới vừa yêu có mỗi mối tình ấy, em chả có kinh nghiệm gì cả, đúng không? Nên em là thuộc cái dạng là, anh dùng từ là hơi khô trong tình yêu. Anh này mới là người nhẫn nại một tí để chỉ cho em ẩm ướt là như nào. Còn cái anh vừa kia đấy,
anh là bể người, bể nước rồi. Anh không có đủ thời gian để mà làm ẩm em đâu. Anh đấy là không có làm ẩm ai hết. Đủ ướt thì vào nói chuyện. Đủ ướt thì vào nói chuyện đấy. Nhưng không thôi là chết chìm đấy. Phần trăm của anh này khi kết thúc show hai người tìm hiểu được nhau nó cao. Còn kia ấy, mong manh. Ông này ông còn bảo này, này thôi em ơi đừng, anh chỉ em cái này này. Còn ông kia bảo là, à không được à, thôi đi về đi. Ừ. Đấy. Với cả cái cảm giác cho mình mang lại nó cũng không giống như cái hashtag của bạn ấy là bình yên luôn, thật sự. Rồi, một tấm bảng duy nhất các bạn khuyên và cho là người đó phù hợp nhất với cô ấy. Còn gì vui thích hơn, chúng ta được ăn sữa chua kem xù xù đây. Rồi, ai cũng đã có sự bình chọn. Chúng ta gặp lại ba chàng trai. Tôi cũng muốn biết ý kiến của quý vị. Xin mời bình chọn. Vâng, khán giả thì đang nghiêng về Đông Khuê và Trường Hải. Có lẽ là anh Phạm Dầu anh cũng khá rõ ràng trong cái vấn đề này, thì chắc là anh có một cái gì đó muốn chia sẻ nha. Mời bạn. Em à, thật sự anh không biết ăn nói gì nhiều, nhưng mà nếu có thể em hãy là một thành viên trong gia đình anh nhé. Đơn giản. Này mọi người ơi, khoan, là một thành viên trong gia đình. Khoan. Người ta cũng muốn nói gì nữa kìa. Nói tiếp đi cưng. Dạ em xin hết. Là một thành viên trong gia đình thì cũng có thể là em gái, là một chị gái, ừ. Là chị em bạn gì. Số hai cái con người này thiệt tình. Nói đi rể. Đông Khuê, nói đi Khuê. Nhã Uyên, anh đã từng biết đến em qua một vài bài báo, và thậm chí anh cũng đã biết đến câu chuyện của em. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì mới bất ngờ gặp em trên sân khấu. Hôm nay em rất là xinh, em mang một đôi giày Cinderella. Anh nghĩ là kể cả anh với em đến với nhau được hay là không thì anh vẫn sẽ là một người bạn ở bên để che chở em. Và anh mong là em hãy lựa chọn thật là chính xác theo con tim của mình. Cảm ơn Khuê. Mời thiên trường địa hải. Mình luôn tin rằng cô gái của mình sẽ biết lựa chọn điều phù hợp với chính bản thân cô ấy. Thấy ghét không? Thấy bạn ghét. Bạn không sai anh. Bạn nào thì đến sai. Bây giờ mẹ có đổi ý chưa? Nào con không đổi mà, ý. Này, thấy ghét vậy nè, là vậy nè. Là kiểu mà nãy tôi đưa message rồi đó nha. Đọc rồi tự hiểu đi nha. Tôi không nói là lần thứ hai đâu nha. Em thấy cái kiểu đúng như là đấy, chọn cho cố vào. Thấy giá trị của ai là cao nhất chưa? kiểu thế. Mình nghĩ như này này, tức là để Nhã Khanh cảm nhận và chọn lựa theo đúng con tim của cô ấy, đó là điều quan trọng nhất. Mình chỉ ở đây để ngồi cố vấn thôi, và mình hiểu được tính cách của Nhã Khanh. Và mình chỉ luôn mong muốn rằng Nhã Khanh phải được hạnh phúc, bởi vì cô ấy sống trong Sài Gòn quá cô đơn. Nói chung là chúng ta sẽ tự tìm lấy cơ hội của mình. Hồ Biên! Thấy hoa chưa? Thấy hoa chưa? Được chưa? Thưa quý vị, tình yêu là phép nhiệm màu. Đây là một bó hoa do 007 Flower mang đến. Anh nghĩ nó đẹp và nó nên nằm ở tay người đàn ông cũng thấy em đẹp như bó hoa này. Mua 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 mua. Cố lên em, hãy tự tin tưởng bản thân mình. Khó nhở? Wow. Trong vài giây mà bắt quyết định ngay khó ghê á. Cũng được, chỉ luôn ủng hộ em. Nghe cái này. Nghe lắng nghe trái nghe tim của em. Mình cũng hồi hộp ghê ấy nhỉ. Trước khi mà gửi tặng cái bó hoa này cho một người, em muốn được khiêu vũ cùng với những chàng trai ở đây. Em muốn được một lần nữa kiểm nghiệm lại cái cảm giác của mình. Cho chúng tôi một nét nhạc. Anh Thành giữ giùm em bó hoa nha. Anh giúp em ngay với bó hoa này. Dạ. Ai muốn khiêu vũ với em trước ạ? Một đoạn rất ngắn thôi. Cứ feel theo nhạc thôi các bạn ạ. Cô ấy đi đến đâu thì người đi feel với cô ấy thôi. Cứ từ 1 đến 3 đi. Thôi bạn này bỗng dưng căng thẳng hả? Ha ha.
Anh mời em đi. Mời bạn đi đi. Hey. Dạ tên này. Chuyển qua anh kia luôn. Ok. Cảm ơn anh. Dễ thương quá. Trời ơi. Oh, adorable. Yeah. Hết rồi. Hi, sweet girl. Bạn ấy vừa thở phào một cái nhẹ nhõm. Gì ở đây? Sau tất cả ý kiến của ban cố vấn, nữ chính Nhã Uyên sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào? Kết quả sẽ có sau ít phút. Ok, mình vào trong đi chuẩn bị nào, chúng ta gặp lại nhau sau. Dễ thương quá luôn á. Lúc đầu á, ai mà nghĩ em nói là thôi giờ này em muốn khiêu vũ, chắc ta tưởng em khùng, em hiểu không? Nói sao giờ này em chọn luôn đi mà là khiêu vũ. Nhưng anh hiểu em. Em ơi, nó cầm cái tay mình, nó muốn dắt mình khiêu vũ, nó mới là người đúng rồi có cảm tình với mình chứ ở đâu ra. Em đúng ơi không mà. Em hay quá, thành thử ra hay quá. Tôi đánh giá cao con bé này, nó biết cách nó đưa wifi cho ai, bật bluetooth không ai nhận hết trơn, chết chết. Trời ơi, cho anh hỏi giữa ba người, anh thấy thực ra là nói gì nói chứ người ta cũng sẽ cố gắng cũng move theo mình chứ. Nhưng tại sao em lại chọn anh số 3? Thực ra là em rất là vui khi được khiêu vũ cùng ba chàng trai tối ngày hôm nay. Thực sự rất là vui. Người em chọn trong lúc nhảy có nói nhỏ là ôi cái này mình không biết nhảy, mình run. Nhưng mà vẫn dẫn. Người ta không có theo em mà người ta dẫn dắt. Mặc dù rõ ràng về trình độ chuyên môn, rõ ràng bạn ấy không biết nhảy. Với một cái người mà không biết nhảy mà người ta có thể dẫn dắt được mình, người ta làm chủ được, thì em nghĩ là bạn ấy rất là đàn ông, rất là mạnh mẽ và có thể che chở được cho em. Hay quá, hay quá. Kiện tướng, hôm nay gặp cờ tướng. Đâu còn trẻ con nữa đâu chị, suy nghĩ rất là thấu đáo mà. Trời ơi, mà cái nhạc nó vang lên, mọi thứ nó fit hết vô cái tình huống này. Vậy thì bây giờ chúng ta trở lại với các chàng trai nào. Ok, gặp lại nào, đầu tiên là Phạm Dầu. Màu gì nhỉ? Thôi nãy giờ chưa có tím mới chắc anh này rồi nhỉ. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại Phạm Dầu. Loại tình yêu tình dị sợ, tình trong dây vòng.
một trong đó trăng từ phương xa về như giấc mơ. Hey. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằng cho đã biết rằng đời nhiều cơn sóng phù phàng cho là đôi chiều vui đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Let's say ba ha ha. Bạn giới thiệu mọi người về mình đi. Em tên là Phạm Dầu, hiện tại em đang kinh doanh về shop thời trang. Hôm nay bạn đến với chương trình với câu chuyện như thế nào? Em sinh ra lúc nhỏ thì chỉ mới 8 tháng tuổi thôi thì mẹ em đã mất trong một tai nạn giao thông. Em được các dì nuôi dạy và trong một thời gian á, gia đình em không có đủ điều kiện để có thể nuôi dạy em thì gửi em vào mái ấm tình thương. Trong suốt khoảng thời gian 3 năm thì em được dì em nhận về nuôi cho tới ngày hôm nay. Thật sự em rất biết ơn đến gia đình em cũng như là những người dì của em là ân nhân của em đã nuôi dạy em. Em muốn qua chương trình này, em muốn come out với gia đình và em muốn nói với gia đình là cho dù em có thuộc giới tính nào đi chăng nữa, em vẫn cố gắng sống tốt, vẫn kinh doanh thật tốt và lo lắng cho gia đình. Bạn nghĩ là họ sẽ phản ứng như thế nào với điều này? Bởi vì khi bạn đang nói là bạn đang muốn come out, bạn vẫn đang rất là bối rối. Dạ, vì em nghĩ là những người dì của em rất là thương em, còn hơn con của mình nữa. Nên chắc dì sẽ hiểu và thông cảm cho em. Bạn phát hiện ra cái điều này từ bao giờ? Năm em mười mấy tuổi. Điều gì đã làm cho bạn thấy được sự khác biệt trong con người mình? Lúc trước thì em có quen bạn gái, nhưng mà em quen ngay một bạn là chuyển giới mà em không hề biết. Rồi sau một thời gian khi em biết được điều đó thì em vẫn chưa thể chấp nhận được. Thì em quyết định là kết thúc cái mối tình đó. Thì một thời gian sau em lại gặp một người bạn nam. Bạn này lúc đầu em cứ nghĩ là như bạn bè thôi. Thì bạn này cũng vui vẻ, cũng rất là bình thường. Bạn này ở nước ngoài về đây du lịch. Bạn ấy nói với em là bạn ấy sẵn sàng bỏ hết mọi thứ bên đó ở đây với em. Thì em không biết từ lúc nào nữa mà tụi em yêu nhau luôn. Dạ. Thế bạn nghĩ là cái điều này, như một số những người không hiểu biết về giới tính thì người ta sẽ nói là cái này là do người khác rủ rê. Lúc đầu là chúng ta là những người đàn ông bình thường, sau đó có người rủ rê, bạn bè dạy hư mình, rồi mình mới trở thành cái người như vậy. Thì theo bạn, đó có phải là sự rủ rê không? Hay là do ngay lúc đó bạn mới vô tình có người bật trúng đèn của bạn và bạn phát sáng? Dạ, em không nghĩ là do bất cứ ai rủ rê em hết. Tại vì em nghĩ là cái tình cảm nó xuất phát từ trái tim. Thì em cảm nhận và em biết được là em thương như vậy, một người như vậy. Dạ. Và dĩ nhiên là sau đó vẫn là dùng mối tình với nam đúng không? Dạ đúng ạ. Hiện nay bạn là tím đỏ hay là tím xanh? Dạ em là tím đỏ ạ. Tím đỏ còn lợi có tới không? Dạ không ạ. Muốn nói cảm ơn bạn thôi. Tại vì Giang thì đang thấy cái tinh thần của bạn nó quá tốt rồi.
Đúng không rồi. Có gì để mà phải băn khoăn nữa. Chỉ có điều là Giang thấy rất là nhiều người, không kể là màu gì, kể cả là màu xanh hay màu đỏ hay bất kỳ màu gì, thường họ hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Bởi vì tôi bị như vậy, tôi thế này nên tôi mới trở thành người thế này thế kia. Nhưng mà Giang thấy giống như bạn nói đấy, bạn màu tím, nhưng mà hoàn cảnh của bạn cũng khó khăn, nhưng bạn vẫn thành công, vẫn làm mọi thứ. Thì Giang nghĩ rằng là tất cả mọi người tự hào về bạn. Chắc chắn là các dì của bạn sẽ rất là tự ủng hộ bạn. Tại vì họ là người hiểu rõ nhất bạn thiếu thốn tình cảm gia đình như thế nào. Cho nên bất kể là ai, miễn là yêu thương bạn, họ sẽ chấp nhận thôi. Cảm ơn bạn. Tôi cũng chúc cho bạn những cái sự bình an trong thời gian sắp tới. Thì cái người mà bạn đang quen á sẽ mang đến cho bạn cái sự bù đắp để cảm nhận một gia đình có thể không đầy đủ thành viên nhưng đầy đủ tình thương. Em xin cảm ơn. Em xin cảm ơn. Trước khi mình chia tay, mình nói với Nhã Uyên một lời nói gì đó đi. Hả? Anh chúc em có một sự lựa chọn đúng đắn và chúc em tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Xin cảm ơn đã đến với chương trình. Bài này đó là Make It Simple. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gặp lại Đông Khuê. Cái bạn Đông Khuê này là phải để tôi trị. Em chứ. Màu gì nè. Ok, và chúng ta gặp lại Đông Khuê. Trong phim ta gọi là cú tuyết đấy phải không? Một cú tuyết là nhẹ. Sau này là vẫn còn đấy. Là đấy, chưa hết phim đâu. Rồi chiếu tập cuối đi em ơi. Hết rồi đúng không? Hết rồi. Ok. Được chưa? Bạn ấy xanh mà. Không, nó lại lừa đấy. Không, hết rồi đó.
cầm đờn ca múa hát tài tử rồi. Cậu là ai? Em tên là Tống Đông Khuê, em đến từ Bình Dương. Tên nghe cũng ấn tượng đấy. Bạn đang làm công việc gì chính xác? Em làm producer. Và ngoài ra em có đầu tư vào F&B, nhà hàng và lounge. Nhà hàng và lounge. Trước đây khi mà em về thì em có làm cho một số công ty. Nhưng mà sau đó thì em có niềm đam mê với lại âm nhạc. Và em cũng thật sự là em rất là thích đi chơi. Nên là em bén duyên với lại cái ngành lounge và nhà hàng. Thì em cũng đã từng thất bại rất là nhiều rồi vào năm 2018. Đến bây giờ thì thật sự là em cũng mới tạo dựng lại thôi. Chứ trước đây những cái sản phẩm của em đều là thất bại. Thế em thích nhà hàng hay là thích lounge? Em thích cả hai. Nó không liên quan từ nhà hàng đến ăn, lounge là đến chơi á. Những cái sản phẩm của em combine cả hai cái đó chung với nhau thành một sản phẩm luôn. Là ăn xong đứng nó nhảy hả? Dạ. Thì đó. Dạ. Ấy nhiều mà. Trời nhiều mà, mô hình nó quá trời. Ê, luôn. Ê nó đó. Nghe là ăn gì vậy đã bộ tử lắm nha. Nghe đúng không? Ăn mà. Nhưng mà thằng Long chia sẻ là thấy rất là thích cái bạn. Bởi vì mà phải nói thật là mình thấy là bạn rất là thẳng thắn, rất là đàn ông. Có thể bạn nhìn xuống dưới này đâu đó nó có cái sự hy vọng vào bạn nhiều. Hoặc là có thể bạn nhìn thấy cái sự chọn lựa, cái thế mạnh của bạn, bạn cũng biết cái điều đó. Cho nên là bạn rất là thẳng thắn. Mà nói thẳng luôn, nói thẳng là luôn. Bạn này rất là biết điều. Nếu như tôi không biết bạn đối với bạn Khanh này như thế nào, nhưng có lẽ là một cái vài cái tín hiệu bạn đưa ra cũng có thể là ngầm thấy là biết đâu bạn feel được là cái cô này hợp với cái anh chàng này hơn. Nên bạn nói thẳng để cô ấy có cái đường lựa chọn. Không vòng vo. Không vòng vo. Không có muốn tới đây để chiến thắng này nọ. Nói chung là tôi thích cái cá tính của bạn. Em nghĩ sao nếu em làm em rễ anh. Nói chung thế này, trả lời với nhau ở đây thì nó vô duyên lắm. Dạ. Tôi sẽ cho cơ hội trả lời với tôi một cách khéo léo bằng cách là em hãy tự tìm lấy số điện thoại của tôi. Tôi sẽ nhận được tin nhắn của em. Còn nếu bật vô âm tính thì là tự hiểu luôn. Em độc thân thiệt không? Dạ vâng ạ. Yêu bao nhiêu người thôi? Cũng nhiều. Thường những cái cuộc chia tay nó là vì lý do gì? Thật ra ngày hôm nay em lấy cái hashtag là bình yên. Bởi vì trước giờ mọi người nhìn vào em đều nghĩ là em sẽ tìm được một cái tình yêu rất là đẹp. Em xin phép là không chia sẻ cái tình cảm của mình ở đây. Nhưng mà em gặp rất là nhiều sóng gió. Và em chỉ muốn cái câu trả lời cuối cùng cho tình yêu của mình là bình yên thôi. Bình yên ở đây chẳng đâu xa vời. Trời ơi. Em phải nên hướng tới những cô gái trong sáng như em gái tôi để em refresh cái tinh thần anh em ơi. Lại. Đây không có ai trong hơn em đâu nha. Em trong như bịch ni lông nha. Bay qua bay lại mà mai vẫn ngồi đây đấy. Thì nói chung là gu mà. Gu là của mỗi người. Nó cho tùy em cảm nhận. Đúng không ạ? Dạ. Chị thấy là thế này. Có một cái điều khen ngợi em là em có vẻ trưởng thành hơn rất là nhiều so với cái tuổi của em. Mình chia sẻ với cô gái một vài lời gì đi. Thì như nãy anh đã nói là anh thấy cuộc sống của em có quá nhiều điều buồn rồi. Nên là anh nghĩ là em đến lúc cần tận hưởng cuộc sống rồi. Hãy lấy cái thời gian mà em xuất hiện ở chương trình này là mỗi cột mốc để mà bước đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Cho chị Thi nói với bạn này đi. Tại vì lúc đầu chị Thi rất là support bạn. Không, cho đến bây giờ vẫn support mà. Tôi muốn biết là cái điều gì đã khiến cho Khánh Thi bảo vệ anh ta tới phút cuối cùng. Tôi luôn tin những cái chàng trai trẻ tuổi có nghị lực. Tôi biết là nếu như bạn có thể trở thành bạn của Nhã Khanh, bạn sẽ cho Nhã Khanh một sự bình yên. Bởi vì á, cái từ hashtag mà bạn đưa ra không phải ngẫu nhiên mà người ta chọn những cái đó. Nhưng mà duyên là một chuyện khác. Giống như tôi cũng đã từng tin vào tình yêu của mình, tôi tin vào cái mà tôi chọn được. Và Nhã Khanh rất là tiếc, Nhã Khanh không chọn bạn. Nhã Khanh chọn ai tôi cũng ủng hộ. Nhưng mà ở đây tôi vẫn rất thích sự độc thân và sự thông minh của bạn. Nếu là tôi sẽ vẫn chọn bạn. Nhưng mà rất tiếc không phải là chị không được chọn. Của chị Khánh Thi mặn, em hiểu không? Em không chọn bạn đâu, nhưng em đợi bạn chọn em. Em nghĩ thế nào về chiếc máy bay vừa lên tiếng? Em có muốn trải nghiệm không em? Thằng bé nó không trả lời là nó lịch sự đó. Gia đình có ai theo nghệ thuật không? Có bố và mẹ. Ồ, bố và mẹ luôn à? Ai vậy? Bố em là đạo diễn Tống Thành Vinh. Đạo diễn Tống Thành Vinh? Dạ. Yeah. Và mẹ em? Mẹ em là Trần Thị Thu Hằng, đang làm ở đài truyền hình Bình Dương. Ồ. Oh. Yeah. Thế em muốn làm gì trong cái nghề này? Thật ra thì từ nhỏ là em đã đam mê âm nhạc rồi. Nhưng mà không hiểu sao là mình làm rất là nhiều bài hát nhưng mà vẫn chưa có nhiều người thích nhạc của mình, nên là vẫn cố gắng thôi. Không sao đâu, mình cứ làm bài cho người ta hát, cho người ta thích thôi được rồi. Dạ. Cũng được. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Yeah.
And save the last dance for the best yes, one. Yes, my boy. Màn lộ diện của chàng trai cuối cùng, Trường Hải sẽ như thế nào? Kết quả sẽ có ở phần tiếp theo. Người ấy là And save the last dance for the best yes, one. Yes, my boy. Màu gì? Màu xanh. Và bây giờ là Trường Hải. Trời ơi. Mẹ cai chân thành. Nghe thương quá nhỉ. Oh. Em yêu thế. Dễ thương quá à. Tháng năm học trò còn nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngoài sân vườn rơi hồng trắng kỷ niệm. Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa. Và hôm nay chúng ta đã quay trở về. Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi. Xa rời ta về nơi phương trời cùng bao cánh hoa chịu diễn lắm đầy nắng vàng và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi chốn ấy bao bản thân khi xưa bên nhau giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Chị là đúng rồi. Không đây. Bao giờ có. Chị đã nói em rồi mà. Em dám đứng lên bảo đảm là chưa hết. Tôi hận mấy người quá. Tôi hận mấy người. Nào em nếu mà hết em sẽ nghỉ cái chương trình này luôn. Không, em không chịu đâu. Em lên đây. Một bầu trời buồn rũ rượi. Buồn quá. Em là ai? Chào anh Trấn Thành và bạn cố vấn. Chào bạn, mình tên là Trường Hải. Hiện mình đang là kiến trúc sư quy hoạch. Đầu tiên mình rất là xin lỗi bạn. Nhưng mà mình nghĩ việc đầu tiên mà mình muốn làm ở đây là cho tất cả các chàng trai cũng phải biết là rất là tôn trọng người con gái của mình. Hồi nãy mình chia sẻ thật sự là cô gái của mình từng thương
và cô ấy luôn biết mình phải làm gì, là cô gái của mình thương, và mình luôn tin rằng các chàng trai hãy để cho các cô gái của mình cơ hội làm điều đó. Và cái khung cảnh vừa rồi là một cái khung cảnh rất là kỷ niệm của mình. Nó gợi nhớ cho mình nhớ đến những cái năm học cấp 3, khi mà sáng nào mình cũng phải đua xe đạp chở bạn gái đến trường. Thì cái cô gái này có một cái tên rất là đặc biệt, tên là Lê Xuân Ngộ. Bạn sinh ra vào mùa xuân, đó là lần đầu tiên mà bố bạn gặp bạn, nên đặt tên là Xuân Ngộ. Và cái chuyện tình đã bắt đầu từ những cái năm lớp 10, lớp 11 và kéo dài tới tận bây giờ là cũng khoảng 9 năm rồi. Lúc đó mình luôn mong muốn rằng cái cuộc sống của mình sẽ êm đềm trôi như vậy thôi, không có một biến cố gì xảy ra và mình sẽ rất là hạnh phúc như vậy. Nhưng mà vừa mới Tết vừa rồi thôi, có một biến cố xảy ra với cuộc đời mình. Tháng 1 vừa rồi, trong lúc mà mình được nghỉ phép á, mình đi xét nghiệm thử cơ thể của mình, thì mình vô tình phát hiện ra mình có tế bào ung thư trong người. Không như mọi người khác thì lúc đó mình không biết phải làm gì. Lúc đó mình không suy nghĩ gì, không biết phải làm gì, không biết nói gì. Không buồn, nhưng mà cũng chắc chắn là không vui. Mình bắt đầu đặt vấn đề cho mình là mình có vài chục ngàn tế bào ung thư, trong khi mình có cả 100 triệu tế bào khỏe mạnh còn lại trong cơ thể của mình. Thì lúc đó mình tự nghĩ rằng không thể vì vài chục ngàn tế bào ung thư mà mình lại buồn bã, mà mình bỏ ăn, bỏ ngủ, làm cho các tế bào khỏe mạnh còn lại bị kiệt quệ. Và lúc đó thì mình bắt đầu cứ sống vui vẻ và mình bắt đầu ăn uống để cho cơ thể mình sau khi mổ nó hồi phục thật nhanh. Thì hiện giờ thì tế bào ung thư đã được cắt ra khỏi cơ thể mình rồi, nhưng mà cái nguy cơ mà nó di căn trở lại thì vẫn có. Thì mọi người thường nghĩ ung thư là một căn bệnh, nhưng mà mình bắt đầu tập thiền yoga thì mình thấy có một điều rất là thú vị mà mình muốn chia sẻ với mọi người, đó chính là khi mà mình tập yoga, huấn luyện viên của mình hướng dẫn mình á, mình hít vào và thở ra, mình thể hiện tình thương của mình đối với cơ thể của mình và kể cả đối với cơn đau trong cơ thể của mình nữa, thì mình thấy điều đó rất là nhân văn và nhân đạo đối với cái cơ thể của mình. Vì nói chung tế bào ung thư cũng là một tế bào, nhưng mà nó phát triển tự phát trong cơ thể mình, mà mình cần phải yêu thương nó giống như cuộc sống này. Một người còn trẻ tuổi để đón nhận một biến cố lớn như vậy trong đời với một cái cách nhìn khá là lạc quan, sâu sắc như vậy, thì hiển nhiên bạn phải trải qua một điều gì đó trong đời để bạn có thể ngộ ra nhiều điều. Tôi đang thắc mắc là tuổi thơ bạn lớn lên như thế nào? Khoảng năm lớp 2 thì mẹ mình mất, và tới khoảng năm lớp 9 thì ba mình mất. Nhưng mà để rất là nhiều người, thí dụ bây giờ còn cả ba lẫn mẹ không cảm nhận được cái nỗi đau đó đâu. Tại vì theo mình quan niệm á, ba mẹ mình á là những người mà yêu thương mình vô điều kiện trên đời này. Và khi mà mình mất đi những ba mẹ rồi, cảm giác giống như là mình mất đi hai người yêu thương mình vô điều kiện nhất. Và đối với mình đó là một mất mát rất lớn. Nhưng mà để trả lời câu hỏi của anh Trấn Thành á, thì mình nghĩ á, nó giống như cái hashtag của em vậy á, anh Trấn Thành. Thì mình lúc nào cũng tập đặt cho mình nhiều góc nhìn của nhiều người khác nhau. Mình đặt góc nhìn của người này, người kia, và mình nhìn cái vấn đề đó. Và lúc nào mình cũng suy nghĩ nhiều. Những thời gian rảnh rỗi thì, ví dụ đi xe về nhà thì mình cũng suy nghĩ về công việc, về mọi thứ trong cuộc sống. Nó vậy giống như là tập thể dục cho tâm hồn vậy. Thật sự ra mà nói như thế này, có lẽ ông trời cho bạn một loại năng lượng có thể tự cảm nhận vấn đề, trải qua biến cố rồi nhìn biến cố với một góc độ khác đi. Tôi đang thắc mắc là cái cô gái mà đang ở với bạn đã đón nhận cái hung tin này như thế nào, và cô ấy yêu thương bạn ra sao sau đó, cũng như là hiện nay cô ta đang đóng cái vai trò gì trong cuộc đời bạn? Thiệt ra tụi mình chưa có cưới nhau, nhưng mà hiện giờ mình nghĩ á, thì mình không có nói trước cuộc đời của mình nữa, và mình cũng không muốn ép buộc một người nào đó phải trói buộc cuộc đời với mình. Thì cái điều mà em cảm thấy đau lòng là khi mình đến rất là nhiều đám cưới thì mình nhận thấy rằng một người nào đó nói với hai đôi vợ chồng rằng bây giờ hai con là vợ chồng và chỉ có thể cái chết có thể chia lìa được hai con. Nhưng mà lúc mà mình nhận hung tin đó thì mình suy nghĩ trong đầu mình là bây giờ mình chưa là vợ chồng, nhưng mà có thể là cái chết đã bắt đầu chia lìa tụi mình rồi. Và em cũng nói với bạn gái của em về những cái điều đó. Lúc em kể thì bạn ôm em khóc thôi, em cũng ôm bạn khóc thôi.
và nó cũng chỉ đơn giản như thế. Cái mối quan hệ bây giờ của hai bạn còn ổn không? Thì em không có thể nói là em sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn đó, vì em không biết thời gian của em còn bao nhiêu hết. Nên bây giờ hai người vẫn là hai người yêu nhau và mình cứ tiếp tục đi như vậy thôi. Bạn ấy có điểm chung gì với bạn không? Thực ra thì sau 9 năm thì tụi em rất là hiểu ý nhau. Nhờ bạn đó mà em học được một cái sự là tôn trọng người con gái. Phụ nữ lúc nào cũng cần sự bình đẳng. Rất là nhiều người cho rằng á, là đàn ông phải quyết định hết tất cả mọi sự. Nhưng mà theo em thì các cô gái cũng rất là mạnh mẽ và em nên cho họ cơ hội làm điều đó. Thưa quý vị, tôi từ nãy giờ cứ tưởng là chương trình đến đây cũng còn cú lừa nào đó. Ngay cả Hương Giang cũng còn mạnh miệng tuyên bố nếu đây là đỏ thật thì không làm giám khảo, không làm cố vấn nữa. Eo ơi, nó là đỏ hơn cả cái đỏ. Và một cái cậu trẻ tuổi như em mà phải chịu đựng cái điều này thì đúng là thử thách thiệt. Và anh không biết em có quỹ thời gian còn lại là bao nhiêu. Trời thương thì cho mình vượt qua để sống lâu dài hơn. Trời không thương cho mình một thời hạn nào đó nhất định. Anh cũng chỉ chúc cho những gì em trải qua từ đây đến đó sẽ là những điều tuyệt vời nhất trong đời em, để khi mình bước sang một cái nơi chưa hình dung được nó là đâu, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc ở cái nơi mà chúng ta vừa tồn tại. Khi người ta hỏi bạn xuống trái đất để làm gì, bạn có câu trả lời thì đó gọi là sống. Chứ khi bạn đi rồi không có gì để lại thì những ngày tháng vừa qua chỉ gọi là tồn tại mà thôi. Vì vậy cho nên anh cảm ơn em đã cho mọi người một cái góc nhìn mới về cuộc sống để họ biết trân quý nó nhiều hơn. Em hiểu những cái điều gửi gắm của anh Thành, nhưng mà em không phải là người sẽ chết sớm. Chắc chắn. Nên em muốn mọi người nhìn nhận với em á, yes, là một người bình thường. Mình mà mình tin là mình sống lâu là nó sẽ sống lâu, đúng không em? Đúng rồi. Bạn ơi, rất là cảm ơn cái câu chuyện riêng vừa rồi của bạn. Giang thấy rằng là nó rất là truyền cảm hứng. Bây giờ thì mình có thể chuyển một chút sang một cái câu chuyện chung không? Tại vì có một cô gái vẫn đang rất là rối bời ở đây, bởi vì cái sự lựa chọn của cô ấy đã bị sai. Em có thể nói về cái chuyện đó một chút không? Em thấy sao? Hơi hụt hẫng một chút. Nhưng mà nghe bạn ấy chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ thì em nghĩ là em và bạn ấy có thể trở thành những cái người bạn mà thực sự rất là hiểu ý nhau. Chị nghĩ là cũng không nên buồn bạn ấy, đúng không? Tại vì có lẽ là bạn ấy đang tận hưởng tất cả những cái kỷ niệm, những cái trải nghiệm đẹp nhất của bạn ấy với một cái thái độ lạc quan và tươi vui nhất. Chứ không phải là bạn ấy cố tình nhìn em như thế để thắng, hay là cố tình tỏ ra là mình rất đấy đâu, mà thực sự bạn ấy là cái người như vậy. Và cái năng lượng đấy nó quá tích cực đến nỗi mà tất cả chúng ta đều tin như thế. Thế chị cũng không nghĩ là bạn ấy có ý định là cố gắng để gạt em, nên đúng đừng buồn nhá. Thực sự em có thể hiểu được cái công việc của bạn. Em là một kiến trúc sư quy hoạch, lúc nào em cũng làm việc đam mê và sáng tạo, thì em rất là tôn trọng cái công việc của bạn, tập luyện hàng ngày. Mọi người nhìn vào cái tác phẩm nghệ thuật hoặc là một tác phẩm tranh vẽ đều nghĩ đó là ngẫu hứng, nhưng mà thực sự không phải vậy. Một người nghệ sĩ phải luyện tập rất là nhiều trên tất cả các lĩnh vực để đưa ra một cái sản phẩm tốt nhất, để khi mà đưa tới gọi là khán giả hoặc người nghe những cái giá trị tinh túy nhất, thì đó là một điều mà em rất là quý ở bạn và quý ở tất cả những người làm nghệ thuật. Và nếu mà chúng ta không thể là một mối quan hệ hẹn hò thì vẫn là những người bạn có thể trao đổi và trò chuyện với nhau. Và mình cũng xin trao tặng lại bạn một bó hoa này ở chương trình này. Có thể là bạn chưa tìm được người, nhưng mà vì cuộc sống là những chặng đường và mình không bao giờ thấy được cái đích đến, và mình sẽ gặp được người mà mình cần gặp. Thưa quý vị, có một số những câu chuyện thì kết thúc nó cũng hơi hụt hẫng nhẹ tí, buồn. Nên hôm nay một món quà kỷ niệm của nhà tài trợ độc quyền của chương trình gửi tặng cho hai em hai chiếc đồng hồ Samsung Galaxy Watch Active 2. Chúc cho hai em sẽ trân trọng thời gian của mình nhiều hơn. Chúng ta cũng cùng nhau chúc cho bạn Hải sẽ may mắn gặp nhiều điều tốt đẹp nhất cho sức khỏe của bạn ấy, được không ạ? Và chúc cho Nhã Thanh sẽ gặp được một ý trung nhân tốt để có thể mang lại cho em một cái hơi thở mới trong cuộc sống, để em có thể tiếp tục năng động yêu đời như ngày nào nha. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được phép nói lời chào tạm biệt. Xin được cảm ơn đơn vị tài trợ độc quyền của chương trình Samsung Galaxy A71 với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh, và cũng xin được cảm ơn Adam Store đã tài trợ trang phục cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ tối thứ sáu tuần sau trên kênh HTV2 V Channel. Chương trình của chúng tôi do V Channel thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
theo. Xin được giới thiệu Hương Giang, Trúc Nhân, Ali Hoàng Dương, Quang Trung. Và tôi là Trấn Thành. Ở ngoài thì bốn anh em chúng tôi chơi với nhau thì đặt tên nhóm là Cờ Cá Ngựa. Rất là đầu tư, riêng mà đặt may để mà trùng màu với những cái màu sắc của chương trình là em thấy quá đầu tư. Và em rất thích những người biết mình làm gì, muốn gì. Chính là những cái dấu hiệu của những ngôi sao. Bạn này nhìn đáng yêu lắm á. Em thích bạn này gu em á. Cái gì vậy? Bạn này gu em á. Hết rồi, mà tưởng nó gu em. Em tới đây bạn này gu em là sao? Gu em sao nó mới chỉa qua bên kia? Chẳng muốn gì đến chương trình. Well well. Em nghĩ anh này sẽ độc thân quá. Tại cái màu độc thân toát ra từ anh mạnh mẽ lắm. Toát chỗ nào? Toát cái chỗ đó đó. Toát cái chỗ đó đó. Cái lá xanh đó là đánh lạc hướng nha. Lá còn xanh như anh đang không là... lá còn xanh như anh đang màu tím. Gió như ban ngày như vậy. Sao? Cái gì? Rõ như ban ngày ban mặt hả? À. Sao? Trời giờ ơi. Trà trộn xuống khán giả. Ôi, ta trà trộn rồi. Ôi, ta khinh. Ôi, ta khinh trời ơi. Ta khinh. Quá trời khinh rồi. Ôi, em xin lỗi anh chị nhiều nha. Em chỉ là khán giả nó vu vơ thôi nhá. Đón xem tập 10 của Người Ấy Là Ai mùa 3 vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV2 The Channel. Súng đẹp đó. Nói với đại ca của mày, lần sau nhát dao sẽ sâu hơn. Hải Đường Trong Gió lúc 20 giờ từ ngày 9 tháng 7 trên kênh HTV2 V Channel. Em nghĩ là có một chuyện anh nên biết. Mẹ vẫn sẽ coi con là con dâu của mẹ. Phụ nữ đâu có vô dụng đâu phải không mẹ? Trên đời này không có ai vô dụng cả. Nhưng chỉ tiếc luôn luôn tồn tại những kẻ cơ hội. Nếu có con trai trước thì sao? Thì mẹ sẽ sắp xếp lại gia đình như cũ cho con. Trời ơi, bảo mình nó bảo đảm. Nhà mình có tứ lâu công chúa. Nội tôi hay nói, đường đời chẳng bao giờ bằng phẳng. Nghịch cảnh sinh ra là để chúng ta vượt qua. Chuyện ông bà làm đó thì sau này nè, con cháu sẽ nhận hậu quả đó. Em vẫn đi tìm họ phải không? Không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho chuyện bỏ con cái của mình mà đi. Nội đã ép mẹ cưới bà vì nghe lời thầy bói nói là mẹ sẽ sinh được con trai. Nội đã đuổi mẹ ra khỏi nhà. Em không được gọi bà ta là mẹ, bởi vì bà ta không có xứng đáng đâu. Em vẫn đặt lòng tin nơi nội. Đừng có cãi nữa. Chị không muốn là tìm lại được cha mẹ mà lại mất đi anh chị em của mình đâu. Cái gì em cũng có thể từ bỏ cho chị. Nhưng đây là ba mẹ của mình chị hai à. Tại sao hai con người đó là ba mẹ của tụi con được chứ gì? Con hiểu cái công sinh thành nó lớn ra sao mà. Chưa bao giờ anh sợ như vậy. Món nợ này lớn lắm. Nợ của cha thì con phải trả. Gạo nếp gạo tẻ phần 2, 20 giờ thứ 2 đến thứ 4 trên HTV2 V Channel.